hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1161, nhất định sẽ không để yên. Biên Vân Hiệp khẽ nhíu mày. Tiểu bảo, chẳng lẽ cháu không hy vọng tình hình của ông nội nhanh tốt lên sao? Chú Biên, tất nhiên cháu hy vọng ông sẽ nhanh chóng bình phục, nhưng cháu không muốn tùy tiện tìm thầy thuốc, vị âm thần y mà chú đưa đến, trước nay giống như cháu chưa từng nghe nói. Thường tiểu bảo khẽ hừ một tiếng. Hơn nữa, trong thủ đô thì dù ai cũng biết y thuật của Thiên Ca là siêu việt, bây giờ Thiên Ca có mặt ở đây, dù thế nào cũng không đến lượt vị âm thần y này đến trị thương cho ông cháu. Anh Biên, tiểu bảo nói cũng rất đúng, tôi cũng chưa từng nghe nói về vị âm thần y này, bây giờ có hạ thần y ở đây, thật sự không cần người ngoài đến trị thương. Thường Vinh cũng mở miệng nói. Hạ thần y? Biên Vân Hiệp quay đầu nhìn tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi lên người Hạ Thiên. Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Có lẽ vị này là Hạ thần y nổi danh thiên hạ sao? Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, trong lòng cũng rất khó chịu, tên ngốc Biên Vân Hiệp này muốn xử lý lão thường, điều này rõ ràng tìm phiền toái cho hắn, nếu không phải bây giờ đang giả bị thương thì hắn đã cho đối phương ra đi rồi. Hạ thần y, tôi nghe nói anh có vài vấn đề ngoài ý muốn, bây giờ hình như không thể thi châm chữa bệnh được phải không? Biên Vân Hiệp dùng giọng ngoài cười trong không hỏi Hạ Thiên. Liên quan quái gì đến ông? Sở giao ở bên cạnh nói một câu. Biên Vân Hiệp hình như tâm tính rất tốt, hắn không chút tức giận. Vị tiểu thư này nói rất đúng, thứ này vốn không liên quan gì đến tôi, nhưng bây giờ việc này liên quan đến vấn đề chữa thương cho chú thường, vì vậy có liên quan đến tôi. Biên Vân Hiệp dừng lại một chút nhìn thường tiểu bảo rồi tiếp tục nói. Audio điện tử võ tấn bền tiểu bảo tất nhiên tôi tin tưởng y thuật của hạ thần y cũng tin hạ thần y nếu không có vấn đề gì ngoài ý muốn sẽ không cần tìm ai đến đây làm gì nhưng bây giờ hạ thần y đã không thể nào làm cho chú lâm tỉnh lại cũng không thể nào để cho chú lâm nhanh khỏi bệnh vì vậy tôi cũng chỉ có thể đưa âm thần y đến đây mà thôi chẳng lẽ âm thần y này có thể lập tức làm ông của tôi khôi phục lại như thường thường tiểu bảo hư một tiếng hắn cũng không tin biên vân hiệp không sai âm thần y nói anh ta có thể để cho chú Lâm lập tức tỉnh lại. Hơn nữa sau khi thi châm thì chú Lâm chỉ có thể mất một tuần dưỡng thương, sau đó có thể cơ bản xuất viện. Biên Vân Hiệp quét mắt nhìn mọi người. Tiểu Bảo, anh Vinh, nếu các người có biện pháp nào khác để cho chú Lâm có thể khôi phục trong vòng một tuần, tôi có thể bỏ mặc chuyện này. Nhưng nếu các người không làm được, vậy kính xin không nên cản chân của âm thần y. Khoảnh khắc này thường Tiểu Bảo cũng không thể nào phản bác, mà thường Vinh cũng có chút khó xử, dù sao bây giờ biên vân hiệp cũng chưa tự mở miệng nói tự lập phái của mình lúc này thường đông lâm còn chưa tỉnh nếu làm náo loạn với biên vân hiệp sợ rằng ai cũng không có bất kỳ tiện nghi gì vì thực tế biên vân hiệp là thủ hạ nhưng có khả năng điều khiển nhân lực còn mạnh hơn cả thường tiểu bảo và thường vinh thiên ca anh xem nên làm thế nào thường tiểu bảo khẽ hỏi ý hạ thiên em cảm thấy vị âm thần y này không đáng tin a à, tên này thật sự không đáng tin hắn có thể làm cho thường lão tỉnh lại, cũng làm cho thường lão chết đi ngay sau đó. Hạ Thiên thuận miệng nói, với ánh mắt của hắn và cái tên của âm tiểu thất, tất nhiên hắn hiểu âm tiểu thất là người của âm y môn, mà để cho người của âm y môn chữa thương sẽ có hậu quả thế nào, tất nhiên rất rõ ràng. Nếu không đồng ý thì nhất định sẽ náo loạn, bây giờ em không đủ nhân lực, thiên ca anh cũng bị thương, tình thế bất lợi cho chúng ta. Thường tiểu bảo khẽ nói, đại ca, nếu thường ra bất tỉnh thì đối phó với biên vân hiệp cũng không dễ gì nếu không tốt sẽ sinh ra loạn lạc đến lúc đó dù thắng thì chúng ta cũng tổn thất không nhỏ bạch tiểu lỗi cũng khẽ nói nếu thường ra tỉnh lại chỉ cần giải quyết vấn đề với vài vị tâm phúc với uy tín của thường lão gia sự việc sẽ nhanh chóng được khống chế nếu không em cho tên kia một phi đao nhất định sẽ xử lý đối phương sở giao ở bên cạnh nói Hạ Thiên còn chưa nói thì âm tiểu thất bên kia đã lên tiếng. "Biên tiên sinh, tôi cũng bận rộn nhiều việc, rốt cuộc có chữa thương cho người bên trong này hay không, anh nói một câu đi, nếu không tôi sẽ phải đi." "Không cần chú, chú cút đi cho anh." Hạ Thiên đón lời. "Anh sẽ tìm thầy thuốc lợi hại hơn đến đây." "Hạ thần y, không phải anh nói, thầy thuốc lợi hại hơn chính là anh đấy chứ?" Vẻ mặt Biên Vân Hiệp chợt trầm xuống, giọng điệu có chút bất mãn tuy tôi đây lợi hại hơn âm tiểu thất nhưng bây giờ tôi không tiện chữa thương cho người khác à vì vậy tôi sẽ để vợ đến xem bệnh cho thường lão gia vợ của tôi cũng rất lợi hại hạ thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói biên vân hiệp không khỏi cười lạnh hắn quay đầu nhìn sở giao hạ thần y không phải anh nói sở đại tiểu thư cũng là thần y đấy chứ ông không có đầu sao hạ thiên trừng mắt nhìn biên vân hiệp tôi không phải chỉ có một bà vợ tôi cũng muốn xem người anh nói là ai trên mặt biên vân hiệp đã có chút tức giận nhưng lại giống như không dám phát tác một âm thanh từ bên cạnh vang lên thì ra là âm tiểu thất lên tiếng tôi cũng muốn biết ai ở thủ đô này có y thuật cao hơn tôi chú cũng biết chẳng qua chú chẳng dám nói ra mà thôi hạ thiên nhìn âm tiểu thất rồi lười biếng nói chú muốn biết là thật hay giả thì cứ chờ ở đây trước tiên tôi đi điện thoại cho vợ mình cái đã hạ thiên lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng bấm một dãy số đây thật ra cũng chính là một thần y ở thủ đô đó chính là y tiểu âm hạ thiên trước nay luôn nghĩ cớ để được gặp nàng nhưng khi thấy âm tiểu thất thì hắn chợt nghĩ ra một ý hay tuy biết rõ y tiểu âm chắc chắn sẽ không tình nguyện giúp mình nhưng lần này y tiểu âm nhất định sẽ đến điện thoại đổ chuông năm lần y tiểu âm mới nhận điện thoại nhưng giọng điệu cũng không quá tốt cậu lại muốn gì vợ y y chị đến giúp tôi một chút Hạ thiên cười hì hì nói. Không. Y tiểu âm tức giận nói, sau đó nàng trực tiếp cúp điện thoại. Ôi, vợ y y quả nhiên vẫn còn tức giận. Hạ thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn tiếp tục điện thoại đến. Lần này điện thoại mới vang lên một tiếng thì y tiểu âm đã lập tức nhận máy, sau đó nàng hầu như giống lên. Khốn kiếp, có thôi đi không? Vợ y y, tất nhiên là không, chị là vợ tôi, chúng ta cả đời này cũng không thôi hạ thiên nghiêm trang trả lời sau đó hắn di chuyển chủ đề vợ y y thật ra tôi có việc cần nhờ chị hỗ trợ bên cạnh tôi có một người bị thương rất nghiêm trọng chị đến châm cứu cho ông ấy một lượt là được cậu để tôi đến giúp chữa thương cho người ta sao y tiểu âm có vẻ vừa tức giận vừa kinh ngạc đúng vậy vợ y y bây giờ tôi đang bị thương sử dụng y thuật không được tốt vì vậy muốn chị đến giúp đỡ một lần hạ thiên trả lời Y Tiểu Âm ở đầu dây bên kia trầm mặc 10 giây đồng hồ, cuối cùng nàng cũng mở miệng nói. "Được, tôi sẽ đến ngay, cậu nói địa chỉ đi." "Vợ Y Y, tôi biết chị nhất định sẽ đến." Hạ Thiên rất vui vẻ, hắn nói địa chỉ cho Y Tiểu Âm, sau đó còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng Y Tiểu Âm lại cúp điện thoại. "Vợ Y Y đúng là không được vui vẻ cho lắm." Hạ Thiên thầm nói một câu, sau đó bỏ điện thoại vào túi quần lúc này sở giao không nhịn được phải hỏi một câu. Chồng, anh điện thoại cho ai vậy? Những người khác nghe được câu hỏi của sở giao thì đều nhìn về phía Hạ Thiên, rõ ràng bọn họ cũng muốn biết cô vợ kia của hắn là ai. Thực tế ngay cả Bạch Tiểu Lỗi cũng không biết vợ thần y của Hạ Thiên là ai, tuy hắn biết Hạ Thiên có rất nhiều vợ, cũng biết được thân phận của vài người trong số đó, nhưng theo hắn biết thì trong số vợ của Hạ Thiên chỉ có một ngòi làm bác sĩ là Liễu Vân Mạn. Tuy y thuật của Liễu Vân Mạn là rất tốt nhưng vẫn còn khoảng cách với danh xưng thần y. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều muốn biết vợ thần y của Hạ Thiên là ai, nhưng hắn không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, hắn chỉ lười biếng nói. Đợi nàng đến đây thì các người sẽ biết. Anh Biên, nếu Hạ thần y nói vậy thì chúng ta đợi ở đây xem thế nào?" Thường Vinh mở miệng nói. "Không có vấn đề, chờ thì chờ." Biên Vân hiệp tỏ ra rất dễ nói chuyện nhưng trong mắt lóe lên cái nhì hung ác nham hiểm đã bán rẻ bản thân. Rõ ràng hắn cũng không muốn tình huống này xảy ra, nhưng hắn tạm thời cũng chỉ có thể thỏa hiệp, thứ làm hắn cố kỵ thật ra không phải là hạ thiên hoặc thường vinh và thường tiểu bảo, đó là bạch tiểu lỗi. Đám người cứ đứng ở hành lang chờ vợ thần y của hạ thiên, đợi 10 phút mà người còn chưa tới, đúng lúc này điện thoại của hạ thiên đã vang lên. Mọi người không khỏi nhìn về phía hạ thiên, ai cũng biết người điện thoại đến là vợ thần y của hắn trong lòng biên vân hiệp có chút hả hê thần y kia chưa đến bây giờ điện thoại đến có lẽ tám phần là không đến hạ thiên lấy điện thoại ra xem thật sự là vợ điện thoại đến nhưng cũng không phải là y tiểu âm mà là tiểu yêu tinh vợ có chuyện gì vậy hạ thiên nhanh chóng tiếp điện thoại hắn thầm nghĩ chẳng lẽ vợ tiểu yêu tinh đã tìm ra tên khốn ở singapore kia là ai rồi sao chồng chồng tôi tìm được người kia nhưng lại phát hiện ra một chuyện kỳ quái Tiểu yêu tinh dùng giọng hưng phấn nói. Cái gì kỳ quái? Hạ thiên cũng thấy có chút kỳ quái. Vài phút sau hạ thiên cúp điện thoại và không khỏi sướng sờ. Những gì mà tiểu yêu tinh vừa nói làm hắn thật sự cảm thấy kỳ quái, thậm chí có thể nói là quái dị. Hạ thần y, vợ xinh đẹp của anh không đến đây rồi sao? Biên Vân Hiệp lúc này dùng giọng chào phúng hỏi Hạ Thiên. mươi 1162, tôi cảm thấy đau lòng. Ngu như heo, chị ấy đến rồi hạ thiên cất điện thoại rồi tức giận nói một câu sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía thang máy thang máy vừa mở ra một nữ si tuyệt mỹ mặc tây phục từ thang máy đi ra dù không phô trương tiền hô hậu ủng nhưng nàng xuất hiện vẫn làm người ta cảm thấy rất khí thế và mạnh mẽ làm người ta ý thức được một đại nhân vật xuất hiện sau lưng nữ tử tuyệt mỹ còn có một thiếu nữ cô gái này cũng đẹp nhưng trên gương mặt lại có chút hận ý nàng sở dĩ có biểu hiện này cũng là vì thấy được một người đó là hạ thiên Miên Vân hiệp định nổi giận nhưng cũng không khỏi bị nữ tử kia hấp dẫn, trong lúc nhất thời cũng quên mất lời chửi bới vừa rồi của Hạ Thiên. Vẻ mặt của Âm Tiểu Thất chợt biến đổi lớn, rõ ràng hắn không ngờ cái được gọi vợ thần y của Hạ Thiên chính là Y Tiểu Âm. Mà Bạch Tiểu Lỗi thì dứt khoát hô lên kinh hoàng. "Y Tiểu Âm!" Đám người nơi đây nghe được tiếng hô của Bạch Tiểu Lỗi, vốn cũng có vài người không biết Y Tiểu Âm, nhưng bây giờ bọn họ đã biết và cảm thấy cực kỳ kinh ngạc phải biết rằng nếu nói về danh tiếng ở thủ đô thì thật ra y tiểu âm còn lớn hơn cả hạ thiên. Người biết về y tiểu âm còn nhiều hơn người biết về hạ thiên, dù nàng có danh tiếng là đệ nhất nữ tần y thủ đô hay là một trong bốn đóa hoa thủ đô, tất cả đều đủ để người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng đám người này cảm thấy khó thể tin y tiểu âm là vợ của hạ thiên, tên khốn này không phải có diễm phúc thái quá đây chứ. Mọi người còn đang sướng sờ thì Hạ Thiên đã tiến lên nginh đón, trên mặt nở nụ cười sáng lạn vợ y y chị đến rồi hạ thiên giang hai tay giống như muốn ôm y tiểu âm nhưng y tiểu âm tất nhiên sẽ không cho hắn ve vuốt nàng khẽ lóe lên rồi lách người ra lúc này a cửu ở phía sau cũng dùng ánh mắt hung hoang nhìn hạ thiên bộ dạng giống như hận không thể cắn chết hạ thiên nếu không phải trước đây y tiểu âm luôn nhắc a cửu không nên cùng xung đột với hạ thiên chỉ sợ rằng bây giờ nàng đã mắng người cậu bị thương sao giọng nói của y tiểu âm có chút lãnh đạm khi thấy y tiểu âm ở đây thì trong lòng mọi người mới dễ chịu một chút, thì ra hạ thiên đang khoác lác, y tiểu âm có quen biết với hắn, nhưng nhìn bộ dạng lúc này thì chưa chắc là vợ hắn. Vợ y y, ở bên trong. Hạ thiên cười hì hì nói. Y tiểu âm đi về phía phòng bệnh, nhưng nàng chỉ đi được vài bước thì đột nhiên ngừng lại, vì nàng chợt thấy âm tiểu thất. Âm tiểu thất, trên gương mặt xinh đẹp của y tiểu âm có chút kinh ngạc, rõ ràng nàng không ngờ sẽ gặp đối phương ở đây. Vẻ mặt của Âm Tiểu Thất lúc này căn bản cũng khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn có chút âm trầm, hắn nhìn Y Tiểu Âm, lại nhìn Hạ Thiên, trong mắt lóe lên cái nhìn ghen ghét, giọng điệu lại có chút trào phúng. "Y Tiểu Âm, tôi cũng thật sự không ngờ vợ thần y xinh đẹp của Hạ Thiên là cô." "Chuyện của tôi cũng chưa đến lượt anh quan tâm." Y Tiểu Âm thản nhiên nói, nàng rõ ràng không phản bác, không những làm cho A à Cửu cảm thấy khó hiểu, ngay cả đám người khác cũng không ngờ nàng nói như vậy chẳng khác nào tự nhận mình là vợ Hạ Thiên. Hạ Thiên thì thấy rất vui sướng, vợ y y xem ra đã có ý làm vợ mình. Y tiểu âm, tôi không có hứng quan tâm đến chuyện riêng của cô, nhưng tôi tin có người rất hứng thú muốn biết điều này. Âm tiểu thất dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vậy anh cứ đi mà nói, vừa đúng lúc chỗ này không cần anh. Y tiểu âm bình tĩnh nói rồi đi vào phòng bệnh. Âm Tiểu Thất nhìn bóng lưng của y tiểu âm biến mất mà vẻ mặt chợt biến đổi vài lượt. "Này, thằng kia, đừng nhìn chằm chằm vào vợ anh, cẩn thận anh xử lý chú bây giờ." Hạ Thiên lúc này cũng không quên trừng mắt nhìn Âm Tiểu Thất. "Hạ Thiên, mày đừng vui mừng quá sớm." Âm Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, tốc độ của hắn cũng nhanh hẳn lên. "Âm thần y!" Biên Vân Hiệp vội vàng hô lên. Âm Tiểu Thất không quan tâm đến Biên Vân Hiệp hắn trực tiếp đi vào thang máy rồi biến mất trước mặt mọi người. Biên Vân Hiệp có chút chần chừ, sau đó cũng nhanh chóng bỏ đi, nhưng hắn cũng để lại hai tên vệ sĩ, rõ ràng để bọn họ xem xét tình huống bên này. Lúc này trong phòng bệnh y tiểu âm cũng đang thi châm cho thường đông lâm, tốc độ của nàng nhìn có vẻ không nhanh, lại làm người ta sinh ra cảm giác yêu nhã, làm cho người bên cạnh cảm thấy nàng không giống châm cứu mà đó là một loại nghệ thuật. Đáng tiếc là thời gian mà bọn họ thưởng thức màn nghệ thuật này không quá lâu, chỉ sau vài phút y tiểu âm đã kết thúc thi châm, sau đó nàng ghi lại một toa thuốc, tiện tay đưa cho Thường tiểu Lan. Mỗi ngày một lần, liên tục trong một tuần, sẽ cơ bản khôi phục. Y tiểu âm nói xong thì bỏ đi ngay, nhìn bộ dạng thì thấy có lẽ không muốn ở lại thêm một phút nào. Y tiểu âm ra khỏi phòng bệnh thì Thường Đông Lâm trên giường bệnh cũng mở mắt. "Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ông nội tỉnh rồi." Thường Tiểu Lan dùng giọng hưng phấn hô lên. Thường Tiểu Bảo và Thường Vinh nhanh chóng chạy vào, trong lòng chợt sinh ra một ý nghĩ, vị nữ thần y đệ nhất thủ đô kia rõ ràng là danh bất hư truyền. Vợ Y Y, chờ tôi với. Khi thấy Y Tiểu Âm trực tiếp đi về phía thang máy thì Hạ Thiên vội vàng đuổi theo. Y Tiểu Âm cũng không quay đầu, nàng dùng giọng lạnh lùng nói: "Thế nào, cậu còn muốn được chữa thương sao?" "Đúng vậy, vợ Y Y, bây giờ tôi bị thương rất nặng." chị chữa cho tôi đi. Hạ thiên nghiêm trang trả lời. Tiểu âm đột nhiên xoay người, trong con người xinh đẹp lóe lên tinh quang khó thể tin. Thật ra nàng sở dĩ đến đây chỉ vì muốn xem hạ thiên có thật sự bị thương hay không, nhưng khi nàng vừa nhìn thấy hắn thì nàng đã sinh ra cảm giác, tên khốn này chắc chắn đang giả vờ bị thương, vì bộ dạng thế kia không giống một người bị thương. Y tiểu âm nói ra những lời này cũng chỉ vì muốn châm chọc hạ thiên, nhưng nàng không ngờ hạ thiên còn muốn để nàng chữa thương, điều này làm nàng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ tên khốn kia thật sự bị thương. Nếu hắn thật sự bị thương thì cái đầu đâu có vấn đề gì, hắn cảm thấy nàng sẽ chữa sao. Được rồi, trước tiên tôi sẽ bắt mạch cho cậu. Y tiểu âm cuối cùng cũng muốn xem tình huống thật sự của Hạ Thiên, nàng tin với y thuật của mình, nếu bắt mạch thì nhất định sẽ có thể biết hắn có bị thương không. Được, không có vấn đề. Hạ Thiên cười hì hì vươn tay ra. A cửu ở bên cạnh dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, nàng lấy ra một chiếc khăn tay đặt lên tay Hạ Thiên, sau đó y tiểu âm đặt những ngón tay non mềm lên cổ tay hắn. Nhưng khoảnh khắc khi nàng đặt tay xuống thì cảm thấy không đúng, vì nàng phát hiện mình tiếp xúc đến làn da chứ không phải là khăn tay, mà đưa mắt nhìn xuống thì thấy khăn tay không còn. Cậu! Y tiểu âm dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, bộ ngực sữa phập phồng, rõ ràng đã bị Hạ Thiên chọc không nhẹ, tên khốn này lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của nàng. Hạ Thiên tỏ ra vô tội, hắn chỉ khăn tay trên mặt đất. Vợ y y, gió thổi đi, không liên quan đến tôi. Thúi lắm, vừa rồi không có gió. A cửu ở bên cạnh không khỏi mắng lên. Thật ra một cô gái nói lời thô tục cũng không phải thói quen tốt. Hạ thiên nhìn A cửu cười hì hì nói. A cửu lập tức muốn bộc phát, nhưng nàng định mắng hạ thiên thì âm thanh của y tiểu âm đã truyền vào tai nàng. A cửu, đừng ồn ào với hắn. A cửu trừng mắt oán hận nhìn hạ thiên, cuối cùng cũng không nói lên điều gì. Y tiểu âm cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật, nàng trực tiếp cho ngón tay tiếp xúc thân mật với làn da của Hạ Thiên, bắt đầu chuẩn đoán vết thương của hắn. Trên gương mặt xinh đẹp của y tiểu âm có chút mê hoặc, nàng bắt mạch cho Hạ Thiên 5 phút mà không lấy tay ra. Vợ y y, biết được tôi bị thương ở đâu chưa? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Tên khốn cậu dở cho gì vậy? Y tiểu âm cắn răng hỏi. Hạ Thiên vẫn tươi cười như cú vợ y y chị xem ra không biết tôi bị thương ở đâu vậy để tôi nói ra hạ thiên không đợi y tiểu âm nói nụ cười trên mặt hắn biến mất sau đó trở nên rất nghiêm túc vợ y y thật ra tôi rất đau lòng tôi đến thủ đô lâu như vậy mà chị không quan tâm đến vì vậy mới quá thương tâm mà sinh bệnh sao cậu không đi chết đi y tiểu âm cắn răng mắng một câu sau đó nàng đi vào thang máy vợ y y chị trù tôi chết cũng không sao nhưng chị chủ mình làm quả phụ thì không được, sao lại có người tự chủ ẻo mình. Hạ Thiên cũng không đi vào thang máy, vẻ mặt rất đứng đắn. Y tiểu âm không quan tâm đến Hạ Thiên, cửa thang máy cũng nhanh chóng đóng lại, nàng biến mất trong tầm mắt Hạ Thiên. Đến thủ đô lâu ngày rồi mà hôm nay mới được gặp vợ Y Y. Hạ Thiên lầm bầm, nói một câu, sau đó hắn xoay người đi về phía phòng bệnh của thường Đông Lâm. Lúc này Bạch Tiểu lỗi lại mở cửa phòng bệnh đi đến bên cạnh Hạ Thiên đại ca có chút chuyện cần nhờ anh bạch tiểu lỗi thấy bốn phía vắng lặng thì khẽ mở miệng nói chuyện gì hạ thiên có chút kỳ quái đại ca anh biết nhạc chi phong sao bạch tiểu lỗi trần trừ một chút rồi hỏi nhạc chi phong hạ thiên suy nghĩ rồi lắc đầu chưa từng nghe qua là ai vậy đại ca y tiểu âm không nhắc với anh về nhạc chi phong sao bạch tiểu lỗi cẩn thận hỏi không hạ thiên trả lời sau đó hỏi ngược lại, tên nhạc chi phong kia có quan hệ gì với vợ y y của anh sao? Đại ca, em cũng không biết nhiều, chỉ nghe đồn nhạc chi phong có sự quan tâm đặc biệt đến y tiểu âm. Bạch tiểu lỗi nói đến đây thì không tiếp tục nói hết, hắn rời chủ đề. Đại ca, đây là việc tư của anh, em cũng không tiện nói điều gì, nhưng có lẽ anh nên hỏi y tiểu âm. Chương 1163, tôi không rảnh quan tâm đến những chuyện trời ơi này. Biết rồi chờ lần sau gặp lại vợ y y, tôi sẽ hỏi chị ấy. Hạ Thiên hời hợt nói, hắn cũng không quan tâm đến điều này, hắn nói chung có thể đoán được, tên nhạc chi phong kia có lẽ là tình địch mới của mình, nhưng hắn có lòng tin không ai cướp được vợ y y của mình. Chồng, lúc này sở giao từ bên trong đi ra, ông thường có chuyện muốn thương lượng với anh. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo của sở giao, hắn đi vào phòng bệnh, bạch tiểu lỗi cũng theo sau đi vào bên trong lúc này đám y tá đã bỏ đi ra ngoài theo yêu cầu của thường đông lâm còn hai tên vệ sĩ của biên vân hiệp thì không tiến vào phòng bệnh bọn họ chỉ đứng ở hành lang nhìn chằm chằm vào phía bên này mà thôi hạ thần y lần này thật sự cảm ơn cậu thường đông lâm đã ngồi được trên giường bây giờ còn chưa thể đứng lên vì y tiểu âm có là thần y thì cũng không phải là hạ thiên nếu chỉ dùng châm cứu thì nàng không thể nào làm cho thường đông lâm khỏi hẳn không cần cảm ơn tôi chỉ không muốn ông bị tên âm tiểu thất kia hại chết mà thôi hạ thiên lười biếng nói vẻ mặt thường đông lâm chợt biến đổi hạ thần y ý của cậu là biên vân hiệp đưa vị âm thần y kia đến đây đó không phải là là thần y thật sự tên kia cũng là thầy thuốc nhưng hắn cũng không phải loại chữa bệnh cho người chính là loại chữa chết hạ thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói tóm lại tên khốn biên vân hiệp kia nhất định không muốn chữa tốt cho ông chỉ muốn xử lý ông mà thôi Tên phản đồ. Thường Vinh cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng lớn. "Này, Thường lão, không phải ông có chuyện muốn thương lượng sao? Nói đi, chuyện gì?" Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi, hắn cũng không muốn mãi đợi trong bệnh viện, hắn còn chưa ăn chưa. "Hạ thần y, tôi đã lớn tuổi, tiểu bảo lại còn nhỏ, mà trước đây sức khỏe không tốt, vì vậy nó cũng không quản được nhiều chuyện của thường gia." Lúc này Biên Vân Hiệp lại làm phản, tôi nghi ngờ sau lưng hắn có nhiều tên khác ủng hộ vì vậy tôi cảm thấy. Thường Đông Lâm chậm rãi nói, nhưng lão còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên cắt ngang. Thường lão, ông cũng đừng lòng vòng, nói thẳng ra đi. Hạ Thiên đã không quá bình tĩnh, hắn thích trực tiếp, cũng không thích lòng lòng. Thật có lỗi, Hạ Thần Y, là tôi rông dài, thật ra tôi muốn mời Hạ Thần Y quản lý tất cả sự vụ của thường gia. Thường Đông Lâm lúc này cũng không dài dòng mà mở miệng, mọi người đều ngây người, Thường Đông Lâm sao lại giao thường ra cho Hạ Thiên? Tôi không rảnh quan tâm đến những chuyện này." Hạ Thiên trả lời, câu nói của hắn lại càng vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cuối cùng Hạ Thiên nhìn Bạch Tiểu Lỗi rồi nói: "Tiểu Hắc, thôi chú làm đi, dù sao các người cũng bận rộn cùng một việc, thôi thì gom góp vào cùng làm luôn một thể." Bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị, phải biết rằng Thường Gia và Bạch Gia trước nay cùng nhau chiếm một nửa giang sơn Hắc đạo ở thủ đô. Tuy ngoài hai nhà này có thêm vài nhà, có vài bang nhỏ, nhưng cũng thật sự không làm được gì. Đám hắc bang kia sở dĩ tồn tại cũng vì bọn họ không đám động vào hai nhà lớn thường bạch. Nếu nói về địa vị giang hồ thì thường Đông Lâm thật ra có danh tiếng hơn bạch tiểu lỗi rất nhiều, nhưng bạch tiểu lỗi dù sao cũng có bạch gia hậu thuẫn, vì vậy thân phận của bạch tiểu lỗi trên giang hồ cũng có thể nói là ngang hàng với thường. Đông Lâm, nhưng bây giờ nếu thường Đông Lâm trực tiếp giao thường ra vào trong tay bạch tiểu lỗi, như vậy chỉ sợ tạo cơ hội cho Bạch gia nuốt thường gia, rõ ràng điều này cũng không quá tốt với thanh danh của Thường Đông Lâm và Thường gia. Nếu người khác nói như vậy thì Thường Đông Lâm nhất định sẽ phản đối, nhưng lời này là Hạ Thiên nói ra, Thường Đông Lâm dù trong lòng không tình nguyện cũng không tiện phản đối. Thường Vinh và Thường Tiểu Bảo cũng có ý nghĩ như vậy, vì thế bầu không khí trong phòng bệnh rất yên tĩnh, nhưng cũng yên tĩnh quá quái dị. Đúng lúc này Bạch Tiểu Lỗi lại phá vỡ sự yên lặng hắn nhìn sở giao rồi dùng giọng khách khí nói. Đại ca, nếu không thì anh để cho chị gái đến quản lý, em và thường lão đệ sẽ ở bên cạnh. Hỗ trợ, như vậy sẽ tốt hơn. Bạch tiểu lỗi cũng không ngốc, hắn biết rõ thường ra tuy tình nguyện làm thủ hạ cho hạ. Thiên nhưng cũng không muốn làm thủ hạ cho bạch gia, vì vậy hắn mới đề xuất biện pháp. Như vậy, tốt, tốt, tôi cũng đang không có gì làm. Sở giao ở bên cạnh nói một câu. Thiên ca, em cũng thấy như vậy là rất tốt. Thường tiểu bảo cũng tỏ ra không thể chờ đợi được nữa. Thường đông lâm cũng chậm rãi vuốt cầm. Hạ thần y, tôi cho rằng lời đề nghị của Bạch Tam thiếu ra là rất tốt. Dù là thường tiểu bảo hay thường đông lâm đều cảm thấy như vậy là rất tốt, thật ra thường đông lâm cũng không thấy nhập vào Bạch ra sẽ quá xấu hổ. Mà lão lo lắng như vậy thì thường ra sẽ mất đi địa vị trước kia, tất nhiên như vậy thì ích lợi cũng sẽ mất đi sự đảm bảo nhưng nếu thường gia dưới tay sở giao thì hoàn toàn khác vì sở giao là vợ của hạ thiên phụ thuộc vào sở giao sẽ chẳng khác nào làm thủ hạ cho hạ thiên và thường gia vẫn ngồi ngang hàng với bạch gia mặt khác thường gia và sở ra có quan hệ rất tốt tất nhiên thường gia cũng không lo lắng mình bị chiếm lợi ích à nếu các người cảm thấy như vậy là tốt vậy cứ làm như thế hạ thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này ở góc độ của hắn thì chỉ cần mình không phải làm ai đến quản lý cũng không có vấn đề Hạ Thiên bên này vừa dứt lời thì điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi vang lên. Vài phút sau Bạch Tiểu Lỗi cúp điện thoại mà vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Biên Vân Hiệp đã bắt đầu hành động, đám cảnh sát bên kia giống như cũng rất phối hợp, bắt đầu thả đàn em của Biên Vân Hiệp ra. Vừa đúng lúc, bà sẽ đi chém bọn họ, coi như giải quyết một lần cho xong. Sở giao nhanh chóng nói. Tôi cũng vậy, đi giải quyết với tên khốn kia. Thường Tiểu Bảo cũng nói. Chồng, anh có đi không nếu anh không đi thì em và tiểu bảo sẽ đi sở giao trước nay luôn rất hứng thú với những chuyện đánh giết lúc này nàng có vẻ rất hưng phấn các người đi thôi tôi đi ăn cơm hạ thiên cũng không có hứng thú với vấn đề này hắn nói xong thì nhìn bạch tiểu lỗi tiểu hắc chú cũng đi đi vâng đại ca bạch tiểu lỗi gật đầu đồng ý tôi đi trước hạ thiên không tiếp tục ở lại đây vợ giao giao Đến khi nào em thu phục được tên khốn biên vân hiệp kia thì nhớ đến tìm anh. Biết rồi, chồng, chiều nay em nhất định sẽ làm xong, tối nay sẽ đến tìm anh. Sở giao đáp ứng ngay. Hạ thiên cũng không nói thêm điều gì, hắn không nhanh không chậm bước ra phòng bệnh, sau đó tìm một nhà hàng, chuẩn bị ăn cơm trưa, sau đó sẽ tìm chỗ nào đó để đi dạo. Y nhân các, đóng cửa chính, A à cửu cất bước bám theo Y tiểu âm, sau đó không nhịn được mà hỏi. Tiểu thư, vì sao chị muốn đi giúp tên khốn kia? A à Cửu, nguyên nhân căn bản là chị muốn xem tên kia có thật sự bị thương hay không. Giọng điệu của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh, tuy trước đó đứng trước mặt Hạ Thiên thì nàng không thể nhịn được cơn giật, nhưng sau khi rời bệnh viện thì nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Chỉ cần không phải đối diện với Hạ Thiên thì Y Tiểu Âm luôn khống chế tốt tâm tình của mình, mà khi có mặt hắn, dù hắn không nói lời nào, nhưng nàng nhìn vào mắt hắn và lại nổi giận. Tiểu thư vậy bây giờ chị đã xác định được chưa a cửu không khỏi hỏi chị đã bắt mạch cho hắn chị thấy hắn có bị thương không y tiểu âm lắc đầu không chị không kiểm tra được khí tức trong cơ thể hắn rất quái dị nhìn qua hình như có bệnh khí tức hỗn loạn nhưng vấn đề là chị căn bản không thấy hắn bị thương có phải tên kia cố ý giả vờ như vậy không a cửu suy nghĩ rồi nói nếu thật sự hắn bị thương thì chị nhất định có thể kiểm tra được Y tiểu âm thản nhiên nói: "Bây giờ hắn xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, đó là hắn có động tay động chân, nhưng hắn đánh giá thấp trị, hắn giả vờ như chính mình có thương tích, như vậy làm chị cho ra kết luận, hắn đang giả vờ." "Trời, thật sự là giả vờ bị thương sao?" A à Cửu có vẻ rất thận trọng, nàng lại trở nên buồn giàu. "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?" "Chị nói rồi, thời gian của chúng ta còn dài." Tạm thời chúng ta nên đặt tinh lực lên vấn đề quản lý bệnh viện." Y tiểu âm thản nhiên nói. A Cửu trầm mặc, một lúc lâu sau nàng mới mở miệng. "Tiểu thư, Âm tiểu thất nói chị là vợ của tên khốn kia, sao chị không phản bác?" "Phản bác thì thế nào?" Y tiểu âm vẫn rất bình tĩnh. Dù là phản bác hay thừa nhận thì Âm tiểu thất cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. "Tin chị đi, bây giờ hắn đã sớm truyền tin tức kia ra ngoài." dù là nhạc chi phong hay âm y môn cũng đã biết chỉ có quan hệ với tên khốn kia y tiểu âm vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế trong đình nàng thở ra một hơi rồi tiếp tục a cửu âm tiểu thất sẽ không bỏ qua cơ hội này để đả kích chị nếu như vậy chị cũng không cần phản bác chị tin chắc đến ngày mai thì cả thủ đô đều biết quan hệ thân thiết giữa chị và tên khốn hạ thiên kia tiểu thư chị có thể giải thích a cửu có chút nôn nóng nếu chị không giải thích thì người ta sẽ cho rằng chị và tên khốn kia có quan hệ thật sự. A à Cửu, có lẽ em không rõ, nhưng chị tình nguyện để bọn họ hiểu lầm như vậy, cũng không biết để bọn họ biết chị bị tên khốn kia dùng sức mạnh làm ô nhục. Y Tiểu Âm khẽ nói, chị không muốn bị người chế nhạo, cũng không muốn được bọn họ đồng tình. Tóm lại chuyện này chị không hy vọng ngoài hai người chúng ta và Hạ Thiên thì còn có người thứ tư biết rõ chuyện này nhưng nếu tên khốn kia đi khắp nơi nói lung tung thì sao a cửu trần trừ hỏi y tiểu âm lại trầm mặc nàng lắc đầu hắn sẽ không nói tên khốn này dù là cầm thú nhưng sẽ chẳng nói ra hắn chỉ khoe khoang tôi là vợ mà thôi cũng không nói làm sao mà chinh phục được sợ rằng hắn còn nói với người ta là chỉ cam tâm tình nguyện nhào vào lòng tiểu thư a cửu còn đang nói gì đó thì ngoài cổng vang lên tiếng đập cửa chương 1164, anh chỉ biết để cho người ta phải hối hận. Tiểu thư, em ra mở cửa. A cửu nhanh chóng đi ra rồi quay về. Tiểu thư, trình trí cao của trình ra đến đây. Anh của trình hạo. Y tiểu âm nhíu mày. Đến đây làm gì? Nói rằng muốn tiểu thư chữa bệnh cho trình hạo, mà em cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. A cửu trả lời. Y tiểu âm có hơi suy nghĩ, sau đó nàng mở miệng vậy nói cho trình trí cao biết anh ấy phải hẹn trước tiểu thư em sẽ đi chuyển lời a cửu đi về phía cửa lớn nhưng chưa đến một phút sau a cửu đã quay lại tiểu thư anh ta nói tình hình của trình hảo rất nặng sợ rằng không đợi được quá lâu hơn nữa còn nói là nhạc tiên sinh giới thiệu đến đây trình hảo bị thương cũng không phải một ngày nếu thật sự không thể đợi quá lâu thì đã chết rồi hơn nữa chị biết thương thế của trình hảo đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần có chút thời gian là tốt. Y tiểu âm nói, a à cửu nói cho trình trí cao biết, muốn xem bệnh phải dựa theo quy củ. nhưng nhạc tiên sinh bên kia, a à cửu có chút trần trừ. y tiểu âm chậm rãi nói, a à cửu, chị hy vọng em hiểu, dù là quá khứ hiện tại hay tương lai thì y tiểu âm này không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng chưa từng phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào. nhạc tiên sinh đã giúp chúng ta, chị cũng đã từng xem bệnh cho nhạc lão gia chị cũng không nợ nần gì anh ta. Còn những lời đồn đãi trong thủ đô, người khác có lẽ không biết, nhưng em nên hiểu, đó chẳng qua chỉ là tin đồn mà thôi, dù nhạc tiên sinh nghĩ thế nào, đối với chị thì anh ta không khác gì người khác. Biết rồi, tiểu thư, em sẽ đi nói rõ ràng với trình trí cao. A cửu khẽ gật đầu, sau đó nàng nhanh chóng đi ra. Lúc này phải 3 phút sau A cửu mới quay lại. Tiểu thư, trình trí cao đã đi rồi, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ rất tức giận vẻ mặt A cửu có chút bất an. Không cần quan tâm, y tiểu âm rất bình tĩnh, đối với nàng thì trình trí cao căn bản chẳng là gì, dù có tức giận hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng. Lúc này Hạ Thiên đang dùng cơm trưa ở một nhà hàng ven đường, đồng thời cũng đang nghĩ xem sau khi ăn xong sẽ làm gì. Hắn bắt đầu có chút bực bội vì giả bị thương, vì như lúc này hắn có rất nhiều việc chẳng thể xử lý được. Ví dụ đến bây giờ hắn vẫn chưa thể đi tìm vợ đại yêu tinh, cũng vài ngày chưa gặp vợ công chúa. Nhưng nếu đã giả vờ bị thương thì cứ làm một lần cho xong, nhưng hắn cảm thấy nó không có lợi, vì đám kẻ địch kia vẫn chưa ló đầu ra. Đám khốn kiếp muốn gài bom nổ chết vài bà vợ ở Giang Hải vẫn chưa xuất hiện, mà thằng khốn nào đó gài bom lên người vợ công chúa cũng chẳng thấy đâu. Nếu tất cả đều ngu như đám người viên ra thì quá tốt, như vậy mình có thể xử lý tất cả một cách nhanh gọn. Hạ Thiên thì thào nói, đồng thời hắn cũng buông đúa một bàn ăn bị hắn tiêu diệt sạch sẽ sau khi thanh toán tiền và rời khỏi nhà hàng hạ thiên lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số chồng có chuyện gì không điện thoại nối thông đầu bên kia vang lên âm thanh nũng nịu của mộc hàm vợ có vài vấn đề chị cho người theo sát an tiểu bội người phụ nữ này có chút vấn đề hạ thiên nhanh chóng nói sau đó hắn nói sự kiện xin giúp đỡ vào sáng nay của an tiểu bội với mộc hàm Trông, tôi sẽ cho người theo sát An Tiểu Bội và xử bằng phi, nhưng theo lời cậu thì An Tiểu Bội có lẽ không có gì không đúng, hình như cô ấy chỉ muốn nhờ cậu hỗ trợ mà thôi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghi hoặc của Mộc Hàm, rõ ràng nàng không biết vì sao Hạ Thiên nói An Tiểu Bội có vấn đề. Vợ tóc vàng, lúc đầu tôi cũng nghĩ cô ta đến tìm để xin hỗ trợ, nhưng tôi đã để vợ tiểu yêu tinh kiểm tra người điện thoại cho An Tiểu Bội, sau đó thật sự điều tra được hạ thiên nhớ đến kết quả trước đó không lâu mà tiểu yêu tinh đã nói trong giọng nói có chút khó tin vợ tóc vàng chỉ có lẽ cũng không thể tưởng được đối phương là ai mộc hàm có chút ngạc nhiên chồng chẳng lẽ cậu biết tên kia không nhưng an tiểu bội lại biết hạ thiên trả lời tên kia là an khánh sinh là chủ tịch tập đoàn an thị ở singapore cũng chính là cha của an tiểu bội cái gì trong giọng nói của mộc hàm có chút kinh ngạc Điều này, điều này sao có thể? Vợ tóc vàng, tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vợ tiểu yêu tinh sẽ không tính sai, vì... Vậy tôi thấy an tiểu bội rất có thể có vấn đề. Hạ thiên nhanh chóng nói. Tóm lại chỉ cứ cho người theo dõi cô ta, cũng cho người điều tra an khánh sinh, xem bọn họ có liên hệ gì với đám dịch chi ngôn kia. Chồng, nếu nói như vậy thì an tiểu bội thật sự có vấn đề, nếu không thì chẳng lẽ cô ta không nghe rõ giọng nói của cha mình sao? Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói. Điều này cũng không nhất định, khi tên An Khánh sinh kia điện thoại cho An Tiểu Bội thì đã dùng dụng cụ biến đổi âm thanh, vì vậy An Tiểu Bội không nhận ra được là bình thường. Hạ Thiên giải thích, tôi đã để An Tiểu Bội dụ An Khánh sinh đến thủ đô, đến lúc đó thì xem An Tiểu Bội có làm theo hay không, nếu cô ta nghe lời thì thật sự không biết. Nhưng tôi cảm thấy sự kiện này rất kỳ quái, An Khánh sinh kia sao lại uy hiếp con gái mình nhiều năm như vậy. Trông, bây giờ tôi ở nước ngoài thế này đi tôi sẽ cho người của ám tổ đi điều tra ngày mai sẽ tự mình đến singapore để điều tra rõ ràng mộc hàm suy nghĩ rồi nói được vợ cẩn thận một chút hạ thiên cũng thấy những sắp xếp kia là rất tốt chồng tôi cúp điện thoại trước mộc hàm nhanh chóng cúp điện thoại hạ thiên thu hồi điện thoại rồi đứng yên tại chỗ một lúc sau đó hắn tiếp tục đi dạo nếu đi dạo phố với phụ nữ thì rất đáng sợ nhưng nếu không có phụ nữ đi cùng mà một mình đi dạo thì không phải là đáng sợ mà là đáng thương. Vì vậy bây giờ Hạ Thiên một mình cô đơn trên đường, nhìn qua có chút đáng thương. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không cho rằng mình đáng thương, hắn chỉ cảm thấy nhàm chán, có lẽ vì tương lai chẳng có ai đi cùng, cũng có lẽ là bây giờ không có việc gì làm. Đám ngu ngốc mau đến đây. Hạ Thiên thầm nói, không có một tên thì đến một đám cũng được. Này, anh đẹp trai ơi, có lẽ là nghe được tiếng lòng của Hạ Thiên, đúng lúc này một giọng nữ có chút quái dị truyền vào tai hắn. Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy một chiếc xe thể thao dừng ven đường, hắn không biết tên nhưng thấy xe màu đỏ rất bắt mắt. Không riêng gì chiếc xe bắt mắt, lái xe cũng rất bắt mắt, là người đẹp ngoại quốc tóc đỏ da trắng, dáng cao gầy, đầy đặn gợi cảm, cực kỳ dã tính. Điều này làm cho Hạ Thiên chợt hoài niệm đến ám dạ tinh linh. Nhưng lúc này thời tiết thủ đô vẫn còn rất lạnh. Đối phương chạy xe thể thao, thật ra có chút. Quái dị, không có thằng ngu nào đến, nhưng lại có một người đẹp nước ngoài dáng vẻ không tệ, theo chơi đùa một chút cũng được. Hạ Thiên thầm nói, sau đó hắn nở nụ cười sáng lạn với người đẹp. "Này, em gọi anh đẹp trai làm gì đây?" "Anh đẹp trai, đi nhờ xe không? Thuận tiện làm hướng dẫn viên du lịch cho một người mới từ New York đến Trung Quốc lần đầu tiên." Người đẹp tóc đỏ nở nụ cười quyến rũ nói, đồng thời còn cố ý hết ngực lên làm cho bộ ngực vốn hùng vĩ của nàng chợt trở nên to lớn ầm ầm sóng dậy con nước dâng trào hạ thiên nhìn chằm chằm vào hàng họ của cô nàng kia một lúc sau đó khẽ gật đầu chơi luôn lên xe anh dài ơi người đẹp tóc vàng mở cửa xe nói hạ thiên lên xe không nhanh không chậm sau đó hắn tùy ý hỏi này cô tên là gì grace người đẹp tóc đỏ sảng khoái trả lời sau đó nàng hỏi lại một câu này, anh đẹp trai, còn anh? Anh à, anh là Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt càn quét nhìn qua những bộ vị yếu hại trên người đối phương, mà người đẹp tóc đỏ cũng không có ý tránh né ánh mắt có tính đâm chọc của hắn, lại tỏ ra rất hưởng thụ. Hạ Thiên sao? Người đẹp tóc đỏ Grace cười khúc khích. Tên quá kỳ quái. Vì anh không phải người thường, tất nhiên tên anh phải khác thường. Hạ Thiên cười hì hì nói. Phải không? Grace cười khúc khích. Hạ Thiên, anh quen thuộc thủ đô không em muốn đi đến tường thành anh biết đường không không biết thật ra anh cũng không quen thuộc chỗ quái quỷ này hạ thiên thành thật trả lời anh cũng không biết grace tỏ ra ngây người vậy sao anh còn lên xe người đẹp nói anh lên xe tất nhiên anh phải chiều ý ngay hạ thiên tỏ ra đương nhiên hi hi không ngờ người trung quốc cũng trực tiếp như vậy grace có chút ngạc nhiên sau đó nàng cười quyến rũ với hạ thiên anh không biết đường em cũng không vậy chúng ta đổi chỗ khác ok đi đâu cưng hạ thiên đồng ý ngay là anh nói đấy nhé chút nữa đừng hối hận à nha trong mắt grace có chút biểu hiện quỷ dị trước nay anh đây chưa từng hối hận hạ thiên lười biếng nói trong lòng thầm nói anh chỉ biết cho người ta hối hận mà thôi grace không nói nữa nàng khởi động xe rồi phóng đi 10 phút sau xe vào một khu biệt thự độc lập rồi dừng lại. Xuống xe, Grace nói với Hạ Thiên, "Đây là chỗ nào?" Hạ Thiên mơ hồ hỏi. "Đây là địa phương mà anh sẽ hối hận." Grace cười quyến rũ, sau đó một khẩu súng chĩa lên lưng Hạ Thiên. Grace không đợi Hạ Thiên kịp nói mà lấy còng khóa tay Hạ Thiên. "Nếu không muốn chết thì trước tiên tự khóa tay lại, chỉ cần anh hợp tác, tôi đảm bảo anh sẽ sống rất khá." Chương 1165, gái xấu không đáng tin. Anh sẽ rất hợp tác. Hạ Thiên thật sự rất hợp tác, hắn nói xong thì tự giác còng tay chính mình, sau đó lại xuống xe đi vào trong biệt thự theo yêu cầu của Grace. Đi vào trong phòng thì Hạ Thiên phát hiện trong phòng khách còn có ba người đàn ông, trong đó có hai người ngoại quốc, một tóc vàng, một tên tóc đen nhưng da cũng rất đen, có thể là người da đen, một tên còn lại là tóc đen da vàng, có lẽ là người Hoa. Tên đàn ông tóc vàng có vẻ rất trẻ, chỉ hơn 20, thân hình cao lớn. Người da đen tuổi khá lớn, có lẽ 40 tuổi, vóc dáng không cao nhưng rất cường tráng. Còn người hoa thì chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, thân cao chưa đủ 1m7, khá gầy, có lẽ cũng chẳng được bao nhiêu cân. Chris vừa vào đến nhà đã khoe khoang. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, tôi ra tay sẽ thành công ngay. Tên tóc vàng nhìn Chris, sau đó lại nhìn Hạ Thiên, cuối cùng hoài nghi tiểu tử này là Hạ Thiên sao? Tên đa đen nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên một lúc rồi khẽ gật đầu. Rất giống với trong ảnh. Đúng là hắn. Tên người Hoa khẳng định, sau đó hắn nhìn Grace. Sao cô bắt được hắn? Rất đơn giản, tôi chỉ cần ngoác tay cho hắn lên xe, sau đó dùng súng chĩa vào hắn, thế là phải ngoan ngoãn phục tùng. Grace có chút đắc ý, sau đó nàng cười quyến rũ với Hạ Thiên. Hạ Thiên, giới thiệu cho cưng biết, bọn họ là Mai, Họ út và dương lực, chúng tôi đến vì cưng mà thôi. Chú mày thật sự là Hạ Thiên sao? Tên tóc vàng mai nhìn chầm chầm vào Hạ Thiên, rõ ràng hắn rất nghi ngờ. Mày là thằng chó Hạ Thiên thần y sao? Còn bà mày, anh là Hạ Thiên? Hạ Thiên không chút hoang mang ngồi xuống ghế sa lông rồi lười biếng nói. Theo lời đồn thì chú em có thể làm cho đám sát thủ nghe danh mà sợ mất mật, thậm chí còn có thằng ngu nói chú vô địch thiên hạ. Chú sao có thể để con Grace này bắt dễ dàng như vậy? Mai rất nghi ngờ. Chú chơi trò giả mạo sao? Mai, tao thấy đám khốn nạn Trung Quốc chỉ to mồm mà thôi, làm mẹ gì có thằng nào lợi hại như cái mồm thối của chúng nó nói ra. Tên đàn ông da đen họ út cất lời nói, sau đó hắn còn quay đầu nhìn tên đàn ông người Hoa là Dương Lực. Thằng kia, anh nói đúng không? Dương Lực nhìn Hạ Thiên rồi nói điều này dù thật sự có nhiều thằng ngu thích khoác lác nhưng cũng không phải thằng nào cũng thổi phồng, chẳng phải đã có một tổ nhận nhiệm vụ ám sát nó mà thất bại sao? chúng mày có ý gì? Grace có chút mất hứng. chúng mày không tin vào sức quyến rũ của chị sao? đám người trước đó thất bại còn chết hai người, tất nhiên chúng nó phải thổi phồng địch thủ. đừng quên chị đây chấp hành nhiệm vụ chưa từng thất bại. ba tên kia nhún nhún vai, tỏ ra coi khinh tất nhiên bọn họ cũng biết grace trước nay chấp hành nhiệm vụ chưa từng thất bại vì vẻ đẹp gương mặt và thân thể của nàng luôn là vũ khí mạnh nhất này mấy chú ồn ào thế các chú bắt được anh có chuyện gì thì nói nhanh lên hạ thiên mở miệng nói hạ thiên nói làm bốn người grace chợt ngây ra tên này đúng là chấn định mà chấn định quá mức lẽ thường hạ thiên cưng muốn chết hay sống grace mở miệng hỏi anh đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chết hạ thiên lười biếng nói em hỏi vấn đề quá ngu ngốc xem ra em đúng là kẻ ngốc may mắng bà sao grace chợt nổi giận anh không mắng anh chửi thẳng mặt anh nói ra một sự thật phũ phàng mà thôi hạ thiên tỏ ra vô tội thuận tiện anh nói cho em biết ngoài ra đầu óc của em còn có vấn đề vì chẳng ai muốn chết cả bà nói cho mày biết mày mới là thằng khùng nếu không sao lúc nãy lại đi theo bà grace hồn hển nói Hạ Thiên, nghe nói mày thích người đẹp, chẳng lẽ không có thằng ngu nào nói cho mày biết người đẹp hay có gai sao? Dương Lực ở bên cạnh cũng tiếc một câu. Hạ Thiên nhìn Dương Lực, hắn chân thành nói. Anh nói cho chú biết, người đẹp đều đã là vợ anh, không phải vợ anh thì đều xấu cả. À, đám gái xấu thì không đáng tin, con bé Grace này cũng không đáng tin, vì nó không phải là người đẹp, phải là người xấu xa và còn bẩn. Mày nói gì? Vẻ quyến rũ của Grace đã không còn, nàng giống như một con sư tử cái nàng giống lên với hạ thiên mày còn nói bà là người quái dị sao cô vốn là kẻ quái dị hạ thiên lười biếng nói cô đi với đủ loại đàn ông mà tưởng rằng anh đây không biết sao tưởng rằng anh sẽ để ý đến loại người như cô sao hạ thiên nói đến đây thì quay đầu nhìn ba tên đàn ông này nói cho các chú biết con này quá ngốc mà các chú cũng bị con ngốc này hại thảm bại xử nó vẻ mặt dương lực chợt biến đổi, hắn quát lớn một tiếng rồi rút súng. Mà Mai và Howard đã nhanh chóng cảm thấy không đúng, tay cũng sờ bên hông, chuẩn bị rút súng xả kích. Đáng tiếc là phản ứng của bọn họ có hơi chậm, tất nhiên thực tế thì phản ứng của bọn họ có nhanh hơn nữa cũng không bằng Hạ Thiên. Vì vậy mà ba người bọn họ vừa sờ vào súng thì phát hiện mình chẳng thể nào nhúc nhích được nữa. Làm sao mày? Vẻ mặt Grace cũng biến đổi lớn, nhưng nàng lập tức phát hiện mình không thể động đậy, thậm chí cũng không thể nói được lời nào. Lúc này bốn người cũng thấy Hạ Thiên chẳng biết đã thoát từ còng tay từ khi nào, sau đó hắn xoa tay, còng sắt biến thành một cục sắt. Hắn tiện tay quăng cục sắt ra rồi lầm bầm. Chiều nay cuối cùng cũng có việc làm. Vẻ mặt bốn người Grace chợt trở nên trắng bệch, bọn họ cuối cùng cũng hiểu, những tin đồn kia cũng không phải giả. Hạ Thiên sở dĩ được Grace bắt được cũng vì muốn bị bắt, mà sở dĩ hắn hợp tác từ còng tay chính mình, nguyên nhân cũng vì còng tay căn bản không thể nào tạo nên trói buộc gì. Hạ Thiên, mày, mày muốn thế nào? Dương Lực cố gắng giả vờ chấn tĩnh nói. Hạ Thiên căn bản không quan tâm đến Dương Lực, hắn đâm vài châm lên người đối phương, sau đó trực tiếp thôi miên những kẻ còn lại. nửa giờ sau Hạ Thiên gọi điện thoại cho Mị Nhi. cậu lại muốn gì? Mị Nhi nhận điện thoại, chỉ cần nghe giọng điệu cũng biết nàng đang tức giận. vợ Mị Nhi bắt được vài tên CIA chỉ có cần đến đưa bọn họ đi không hạ thiên hỏi mị nhi có chút trầm mặc sau đó nàng hỏi ở đâu y nhân các tiểu thư trình trí cao lại đến a cửu đến bên cạnh y tiểu âm rồi dùng giọng mất hứng nói vậy hãy để hắn đi đi y tiểu âm bình tĩnh nói nhưng hắn cùng đến với nhạc tiên sinh vẻ mặt a cửu có chút bất an y tiểu âm cau mày nàng trầm mặc vài giây rồi mở miệng vậy để bọn họ đi vào, vừa đúng lúc nói rõ ràng. A cửu gật đầu, nàng xoay người bỏ đi, một lát sau đã đưa hai người đàn ông vào trong đình, trong đó có một người đàn ông trung niên có vẻ rất nhã nhặn, đúng là nhạc tiên sinh, nhạc chi phong. Một tên đàn ông khác chưa đến 30, là trình thiếu gia trình trí cao. Có thể trí hướng của trình trí cao rất cao nhưng cơ thể lại tuyệt đối không cao, còn chưa đủ 170cm, có lẽ vì trước đó cha hắn đã biết con mình sẽ không cao, vì vậy mới lấy tên như thế. Nhạc tiên sinh, trình thiếu gia mời ngồi. Y tiểu âm vẫn rất bình tĩnh chào hỏi hai người. Muốn gặp mặt y tiểu thư cũng không dễ dàng. Trình trí cao chưa ngồi xuống thì đã nói, âm thanh có hơi tức giận. Y tiểu âm vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trình thiếu gia chỉ cần dựa theo quy củ thì gặp tôi cũng không khó. Y tiểu thư, tôi đã rất quy củ, nhưng em trai của tôi bị thương quá nặng, chị không thể sửa lại một chút sao? dù là bệnh viện cũng có phòng khám thường và cấp cứu chẳng lẽ nơi đây không cấp cứu sao trình trí cao căm giận nói trình thiếu gia quy củ có thể thay đổi hay không là do tôi quyết định chỗ này của tôi không phải là bệnh viện y tiểu âm thản nhiên nói mà theo tôi được biết em của anh mặc dù bị thương khá nặng nhưng đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm cũng không cần gấp gáp chữa ngay chỉ sợ là có mục đích gì đó y tiểu thư tôi chỉ cảm thấy cô hình như cũng không phải chỉ hẹn trước mới chữa bệnh. Trình trí cao hừ một tiếng. Nếu không thì sao y tiểu thư có thể đến bệnh viện chữa bệnh cho thường đông lâm? Chẳng lẽ y tiểu thư muốn nói, trước khi thường đông lâm bị đâm thì đã hẹn trước rồi sao? Xem ra trình thiếu gia chỉ muốn đến đây hưng sư vấn tội. Y tiểu âm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nhưng tôi hy vọng trình thiếu gia có thể hiểu, tôi có thể chữa bệnh cho ai là do chính tôi quyết định người nào trong thủ đô đều hiểu rõ điều này. Y tiểu âm tôi cũng không phải người có cầu sẽ đáp ứng, vì vậy nếu anh muốn lý do, tôi có thể nói tôi. Tình nguyện chữa bệnh cho thường đông lâm, cũng không muốn chữa bệnh cho em của anh. Đây là tự do của tôi, không đến lượt trình thiếu ra can thiệp vào. Vẻ mặt trình trí cao chợt trở nên càng thêm khó coi giống như sắp phát tác, nhưng lúc này âm thanh nhu hòa của nhạc chi phong đã vang lên. Trí cao, không nên nói chuyện với y tiểu thư như vậy, Tôi tin y tiểu thư cũng không phải cố ý không chữa bệnh cho em cậu, nhưng gần đây tiểu thư có nhiều việc bận, sợ rằng không có thời gian. Nhạc Chi Phong không đợi Trình Trí Cao tiếp tục mở miệng mà nói với y tiểu âm. Y tiểu thư, thật ra Trí Cao cũng không phải đến đây hưng sư vấn tội, nhưng cậu ấy nghĩ lầm em cố ý giúp Hạ Thiên, anh thấy hai bên đã hiểu lầm, nếu em có thời gian thì nên xem bệnh cho em cậu ấy, coi như nể mặt anh. chương 1166, Hành vi của người nhu nhược Nhạc Tiên Sinh, không phải tôi không nể mặt anh, nhưng y tiểu âm tôi không muốn bị người ta ép buộc làm việc. Trên gương mặt tuyệt mỹ của y tiểu âm không có chút bận tâm, nhìn giống như không có chút biến đổi, mà giọng nói của nàng thì cũng vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngữ điệu cũng bình thản, không có bất kỳ biến hóa nào. Từ sau khi có phần kinh nghiệm với Hạ Thiên, y tiểu âm chợt phát hiện tâm cảnh của mình đã được tu luyện rất tốt, càng tỉnh táo hơn. Nhưng phần tỉnh táo này chỉ có thể là tương đối khi đối mặt với Hạ Thiên thì nàng không thể nào bình tĩnh cho được, mà đối mặt với người khác thì nàng cảm thấy chẳng cần quan tâm. Vì vậy dù đối phương có nói gì thì nàng cũng không thèm quan tâm, chỉ coi mình là người đứng xem, không muốn làm sôi động bầu không khí. Ví dụ như bây giờ, dù y tiểu âm biết trình trí cao đến đây hưng sư vấn tội, cũng biết nhạc chi phong không thoát khỏi quan hệ với vấn đề này. Nhưng nhạc chi phong có vẻ rất ôn hòa, thực tế đang tạo ra áp lực trên người nàng, nhưng nàng không tức giận, vì nàng cảm thấy mình hoàn toàn không cần nổi giận. Y Tiểu Âm không đợi Nhạc Chi Phong nói chuyện mà nói thêm. "Nhạc tiên sinh, dù anh hiểu lầm cũng tốt, có ý nghĩ gì khác cũng được, tôi sẽ không chữa bệnh cho Trình Hạo, tôi nghĩ rằng bây giờ đã nói đủ rồi chứ." "Y tiểu thư, anh cũng không bắt buộc em, nhưng bây giờ trong thủ đô đã có vài người tung tin đồn không tốt cho em, tuy anh muốn giúp em áp chế nó xuống, nhưng nếu em không muốn chữa thương cho Trình Hạo, anh cũng không tìm được lý do thích hợp để giải thích." như vậy chỉ sợ không cần đến ngày mai, sợ rằng người trong thủ đô sẽ ngay lập tức cho rằng những lời đồn đãi kia là thật. Nhạc Chi Phong khẽ thở dài, bộ dạng có chút bất đắc dĩ. Y tiểu thư, anh thật sự không muốn người ta làm tổn hại đến thanh danh của em, nhưng nếu em không quan tâm đến thanh danh của mình, anh chỉ là một người ngoài, cũng cảm thấy khó làm. Y tiểu âm cười nhạt một tiếng. Tin đồn theo lời của nhạc tiên sinh có phải nói đến những vấn đề giữa tôi và Hạ Thiên. Y tiểu thư hiểu là tốt rồi. Nhạc Chi Phong khẽ vuốt cằm. Tuy anh biết những tin đồn này không đáng tin, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, anh cũng không biết làm gì hơn. Vì vậy, y tiểu thư tốt nhất nên nhanh chóng làm sáng tỏ, nếu không chỉ sợ người khác sẽ cho rằng em thật sự có quan hệ với Hạ Thiên. Nhạc tiên sinh, người ta nói không có lửa sao có khói, tin đồn cũng chưa chắc không đáng tin. Y tiểu âm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vẻ mặt nhạc chi phong chợt biến đổi, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường giọng điệu có chút miễn cưỡng y tiểu thư em không phải muốn nói cho anh biết em thật sự là vợ của hạ thiên đấy chứ tôi cũng không nói như vậy nhưng tôi cảm thấy mình không cần làm sáng tỏ vì có phải hay không cũng là chuyện bình thường với tôi vì tôi là phụ nữ có một người đàn ông cũng là bình thường dù người đàn ông kia là hạ thiên thì giống như cũng không có gì đáng xấu hổ y tiểu âm vẫn rất bình tĩnh còn những lời đồn kia vẫn có người tin có người không dù tôi có làm sáng tỏ hay không cũng có một kết quả mà thôi nếu đã như vậy thì tôi cũng không cần phải làm gì cho mệt một tiếng ngừ khẽ vang lên thì ra là trình trí cao bên cạnh đã không nhịn được nữa y tiểu thư tôi thấy cô không phải không muốn làm sáng tỏ mà cô căn bản thừa nhận đây là sự thật theo tôi biết thì hạ thiên gọi cô là vợ mà cô cũng căn bản không phản bác trình thiếu ra những lời vừa rồi của tôi anh cũng nghe rõ rồi đấy nếu anh có chút năng lực suy nghĩ thì nên hiểu, tôi đã nói rất rõ, tôi và Hạ Thiên có quan hệ gì là chuyện của tôi, cũng đừng có ai muốn xen vào. Giọng điệu của y tiểu âm càng thêm bình tĩnh, nhưng giọng điệu bình tĩnh của nàng giống như lại càng làm cho người ta tức giận. Vì vậy mà trình trí cao chợt lớn tiếng nói. Y tiểu thư, chuyện riêng của cô tôi thật sự không xen vào, nhưng cô tốt nhất nên hiểu, cô muốn đàn ông cũng không sao, nhưng đàn ông cũng không phải tìm vì tiện. Hạ Thiên không chỉ là kẻ địch của trình gia chúng tôi, còn là kẻ địch của nhiều người ở thủ đô, cô tìm thằng nào khác cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng nếu cô tìm Hạ Thiên, vậy thì có liên quan đến trình gia chúng tôi. Trình thiếu gia, oan có đầu nợ có chủ, anh có thủ oán với ai thì cứ tìm mà báo thù, mặc kệ tôi và Hạ Thiên có quan hệ gì, thủ oán giữa anh và hắn nên tìm nhau mà giải quyết. Nếu anh sợ mà chạy đến đây tìm tôi, rõ ràng chỉ là hành vi của kẻ nhu nhược giọng điệu của y tiểu âm vẫn rất bình tĩnh, nhưng lời này truyền vào trong tai trình trí cao thật sự có nhiều hơn một phần khinh thường và trào phúng. Vì vậy trình trí cao giận tím mặt. Y tiểu âm, cô nghĩ mình giỏi lắm sao? Không phải nể mặt nhạc tiên sinh thì ở thủ đô này có mấy người xem cô ra gì? Cô thật sự cho mình là rất giỏi, là con mẹ gì là nữ thần y đệ nhất thủ đô, nếu không phải nể mặt nhạc tiên sinh, cô sợ rằng đã bị bán vào địa hạ thiên đường rồi cũng không chừng. Câm miệng, một tiếng quát tức giận vang lên cắt đứt lời nói của trình trí Chí cao. Người mở miệng là nhạc chi phong, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn trình trí Chí cao, sau đó tức giận nói. Trí cao, sau này nếu cậu còn nói ra những lời như vậy với y tiểu thư, thì đừng trách tôi không khách khí. Trình trí Chí cao không nói thêm điều gì, rõ ràng hắn tương đối sợ hãi nhạc chi phong. Nhạc chi phong quay đầu nhìn y tiểu âm, giọng điệu trượt hòa hoãn. Y tiểu thư, thật sự xin lỗi, anh cũng vì muốn tốt cho em nhưng xem ra em đã hiểu lầm anh cũng không có gì để nói chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây nhưng trước khi đi anh còn muốn nói hy vọng y tiểu thư xem xét lại tốt nhất nên vứt bỏ tất cả quan hệ với hạ thiên nếu không sẽ rất bất lợi với em đa tạ ý tốt của nhạc tiên sinh tôi sẽ suy xét lại y tiểu âm vẫn rất bình thản sau đó nàng khoát tay a à cửu thay chị tiền nhạc tiên sinh vâng tiểu thư a à cửu lên tiếng sau đó nói với nhạc chi phong nhạc tiên sinh mời nhạc chi phong muốn nói lại thôi sau đó hắn khẽ thở dài rồi xoay người đi ra cửa trình trí chí cao đưa mắt nhìn y tiểu âm ánh mắt giống như có chút âm trầm sau đó hắn cũng đi theo sau lưng nhạc chi phong giống như một tên người hầu của nhạc chi phong hai người nhanh chóng ra khỏi y nhân các mà a cửu cũng nhanh chóng đóng cửa rồi đi đến bên cạnh y tiểu âm tiểu thư tên trình trí cao kia rõ ràng quá đáng a cửu tức giận nói nếu không phải nhạc tiên sinh ở bên cạnh em thật sự muốn đánh cho hắn một trận a cửu em cho rằng những lời kia thật sự là của trình trí cao sao y tiểu âm thản nhiên nói hai người bọn họ chẳng qua chỉ là một vở kịch kẻ mặt trắng người mặt đen mà thôi a cửu lập tức ngây người trong một căn biệt thự nào đó tốt lắm đưa bọn họ đi cậu cũng đừng giả vờ nữa mị nhi nhìn hạ thiên rồi tức giận nói Vài phút trước Mỹ Nhi mang theo vài người ám tổ đến đây, đồng thời còn giúp Hạ Thiên thực hiện một vở kịch. Vốn là bốn tên CIA đã bị Hạ Thiên bắt được, nhưng Mỹ Nhi đến lại sắm vài Mỹ nữ cứu anh hùng. Khi nàng và đám người ám tổ vừa xuất hiện thì đúng lúc thấy Hạ Thiên bị đám người kia trói lại, đang chờ nàng cứu. Tất nhiên bây giờ Mỹ Nhi tuy hoàn toàn tức giận nhưng không phải vì Hạ Thiên diễn trò mà nổi điên, vì lần này hắn đã nói trong điện thoại là đã xử lý tốt, không phải gạt nàng sao. Vợ Mỹ Nhi, thấy chị nghe lời như vậy, tôi sẽ ban thưởng. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn dùng tốc độ mà người bình thường khó thể thấy rõ để hiện ra bên cạnh Mỹ Nhi, hắn ôm nàng vào lòng. Hắn cũng không quan tâm nàng có đồng ý hay không mà dùng tốc độ cực nhanh kéo kính dâm xuống, hầu như khoảnh khắc đó hắn đã hôn xuống bờ môi anh đào của Mỹ Nhi. Mỹ Nhi vốn là người cực kỳ hùng mạnh khó thể chiến thắng và không thể tiếp cận đối với thuộc hạ trong ám tổ, nhưng bây giờ nàng ở trước mặt Hạ Thiên lại giống như không có lực hoàn thủ vì thế mà nàng còn chưa kịp phản ứng thì hạ thiên đã đánh lén thành công mị nhi có chút bực mình nàng nhớ rõ khi mình gặp mặt hạ thiên tuy thực lực giữa nàng và hắn có chút tranh lệch nhưng muốn đánh lén thì đừng hòng thành công nhưng bây giờ thực lực của nàng đã gấp đôi trước kia nhưng thực lực của hạ thiên lại quá mạnh vì vậy nàng trở nên yếu đuối trước mặt hắn mị nhi vùng vẫy muốn thoát ra sau đó nàng định cắn hắn một cái nhưng điều làm nàng khó hiểu đã xảy ra dù nàng cắn thì hắn cũng không sợ hắn vẫn hôn nàng không tha. Mị Nhi tức giận mà dùng chân dậm lên chân Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn không phản ứng. Lúc này nàng chợt cảm thấy không đúng, vì Hạ Thiên vẫn có phản ứng, sắc lang vừa rồi mới chỉ ôm nàng, bây giờ hai tay đã bắt đầu sờ loạn. Mị Nhi giẫm Hạ Thiên vài chục cái, lại đấm vài trăm quyền, sau đó hắn mới thả nàng ra rồi nói. Vợ Mị Nhi, khi hôn đừng làm loạn, nếu không sẽ làm môi bị thương. Mị Nhi trừng mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, nàng giật kính dâm trong tay hắn rồi biến mất, trong lòng nàng thầm thề, sau này sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt hắn. Vài phút sau, Hạ Thiên lại tiếp tục đi dạo, tiếp tục lấy mình là con mồi, nhưng hắn đi đạo nửa giờ mà không có con cá nào mắc câu, điều này làm hắn cảm thấy rất mất mặt. Đám CIA ngu ngốc đã xuất hiện, bom trên người của vợ công chúa là do bọn họ làm ra, nhưng đến khi nào thì đám làm bom ở Giang Hải mới xuất hiện. Hạ Thiên lầm bầm, bây giờ điều hắn quan tâm nhất là chụp được đám chơi bom ở thành phố Giang Hải, còn đám kẻ địch ở thủ đô, dù sao đã ở ngoài sáng, hắn muốn đối phó cũng dễ. Khi Hạ Thiên còn đang chờ cá cắn câu thì một chiếc Audi màu đen chợt chạy đến và dừng ngay bên cạnh, âm thanh của một tên đàn ông từ trong xe truyền ra. Hạ Thiên, có thời gian tâm sự không? chương 1167, tên bại hoại trong truyền thuyết. Đang rãnh nhưng không có hứng. Hạ Thiên cũng không quay đầu, hắn lười biếng nói một câu. Anh không thích nói chuyện với đàn ông. Tên đàn ông kia bước xuống xe, hắn cũng không tức giận, giọng điệu có chút ôn hòa. Tôi là nhạc chi phong, tất cả mọi người đều gọi tôi là nhạc tiên sinh, có lẽ cậu đã nghe qua tên tôi. Sao? Hạ thiên cuối cùng cũng quay đầu, hắn chừng mắt nhìn tên đàn ông. Chú là nhạc chi phong. Đúng vậy, tôi là nhạc chi phong. Người đàn ông khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt bây giờ cậu có hứng thú nói chuyện không? Hạ Thiên nhìn chầm chầm vào nhạc chi phong, hắn vừa dò xét vừa lầm bầm. À, khá cao nhưng không đẹp trai, nhìn cũng có vẻ nhã nhặn, nhưng chú có lẽ cũng 40 rồi phải không? Này, sao chú già như vậy vẫn có mưu đồ bất chính với vợ y y của anh? Đúng là quá vô sỉ, chẳng lẽ chú là tên bại hoại nhã nhặn trong truyền thuyết? Nụ cười trên mặt nhạc chi phong chợt biến mất, đồng thời có chút tức giận. Hạ Thiên, chẳng lẽ không ai dạy cậu nói chuyện dễ nghe một chút sao? À, thật ra thứ này cũng không ai dạy anh. Hạ Thiên Nghiêm Trang trả lời. Này, anh hỏi chú, có phải chú có ý với vợ y y của anh không? Nếu không có ai dạy cậu, tôi cũng không quá so đo, còn vợ cậu, cậu cứ yên tâm đi, tôi không có hứng thú với vợ cậu. Nhạc Chi Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. À, vậy thì tốt, anh cũng không có hứng với vợ người khác. Hạ Thiên lười biếng nói: "Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không có gì cần bàn, anh tiếp tục đi dạo, chú đừng làm phiền anh." "Hạ Thiên, tôi cảm thấy bây giờ chúng ta cần tâm sự." Nhạc Chi Phong lại tiến lên một bước. "Tôi hy vọng cậu giữ khoảng cách với y tiểu âm để tránh hiểu lầm." Hạ Thiên trừng mắt nhìn Nhạc Chi Phong 10 giây, sau đó hắn mới tức giận nói: "Chú bị bệnh sao? Hạ Thiên, cho dù không ai dạy cậu, nhưng tôi hy vọng cậu khách khí một chút." nhạc chi phong càng tức giận hắn bị hạ thiên mắng vài lần vẫn chưa bộc phát như vậy xem như hàm dưỡng rất tốt rồi không cần khách khí với loại ngu ngốc như chú hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nhạc chi phong vừa rồi chú nói không có hứng với vợ anh bây giờ chú lại có hứng với vợ anh chú không phải bị bệnh sao còn nữa vợ y y là của anh chú lại bảo anh giữ khoảng cách với chị ấy như vậy chú chẳng những có bệnh mà còn bị bệnh rất nặng nếu bệnh của chú không được trị tốt thì sợ rằng sẽ đập đầu vào tường mà chết câm mồm nhạc chi phong tức giận quát tháo hạ thiên nếu cậu còn tiếp tục làm tổn hại danh dự của y tiểu thư đừng trách tôi không khách khí thằng ngu hạ thiên trừng mắt nhìn nhạc chi phong vợ y y đã là vợ của anh bây giờ chú lại muốn cướp vợ anh chú có tin bây giờ anh biến chú thành thái giám không hạ thiên nói như vậy cậu nhất định khư khư cố chấp sao Nhạc Chi Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Tôi nói cho cậu biết, cậu dù náo loạn ở thủ đô thế nào cũng không liên quan đến tôi, nhưng tôi tạm thời cảnh cáo cậu, nếu còn tiếp tục dây dưa với y tiểu thư, lần sau tôi cũng không cảnh cáo đơn giản thế này đâu. Thằng ngu, nếu không phải anh đang bị thương, anh sẽ cho chú biết tay. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Nhạc Chi Phong, hắn có chút buồn bực, giả vờ bị thương đúng là không tốt, muốn cho tình địch biết tay cũng không được chúng ta cứ chờ xem. Nhạc Chi Phong chỉ để lại một câu như vậy rồi leo lên xe bỏ đi. Hạ Thiên nhìn chiếc Audi chạy mất mà lầm bầm. Thằng ngu này, đợi đến lúc anh không cần giả bị thương, anh sẽ trực tiếp xử lý chú, dám muốn cướp vợ của anh, đúng là không biết sống chết. Nhưng Hạ Thiên trải qua tình huống đôi co vừa rồi với Nhạc Chi Phong cũng không muốn tiếp tục đi dạo, hắn suy nghĩ một chút, lập tức có ý nghĩ, thôi thì đi tìm vợ y y. Hạ Thiên có quyết tâm và lập tức đi về phía y nhân các, người khác không muốn hắn làm, hắn nhất định phải làm cho ra lẽ. Bây giờ hắn không thể đánh nhạc chi phong, nhưng có thể làm cho nhạc chi phong tức chết. Đợi đến khi nhạc chi phong thấy mình hôn vợ y y, sợ rằng sẽ trực tiếp đập đầu vào tường. Hạ Thiên thầm nghĩ, sau đó hắn đi về phía y nhân các. Nửa giờ sau, Hạ Thiên đứng ở ngã tư đường, hắn có chút sướng sờ, dù hắn biết y tiểu âm ở trong y nhân các, hắn chỉ biết đại khái phương hướng của y nhân các nhưng còn chưa đi đến đây lần nào kết quả là hắn đi nửa giờ và hỏi vài người chẳng những không tìm được y nhân các thiếu chút nữa còn lạc đường xem ra nên ngồi taxi hạ thiên buồn bực đưa ra quyết định như vậy nhưng lúc này cũng không dễ đón được taxi hắn đợi vài phút mà không có chiếc taxi nào chạy qua nhưng hắn lại nhận được một cuộc điện thoại cú điện thoại này thật sự làm hạ thiên vui vẻ vì người điện thoại đến là tống ngọc mỹ vợ mị mị kim đan của chị đã vững chắc chưa điện thoại vừa nối thông thì hạ thiên đã đón lời ừ âm thanh có chút êm ái của tống ngọc mị từ bên kia chuyển đến nàng có chút trần trừ sau đó mới tiếp tục nói chuyện giọng điệu có chút phức tạp hạ thiên tôi thật sự không biết nên tạ ơn cậu thế nào vợ mị mị chị là vợ tôi chị không cần cảm ơn tôi hạ thiên cắt đứt lời tống ngọc mị hắn nói nếu lần sau chị còn nói lời cảm ơn tôi sẽ đánh mông chị. Tống Ngọc Mỹ có chút trần trừ, sau đó mở miệng, âm thanh có chút vui đùa. Cậu bây giờ muốn đánh tôi cũng không dễ, dù sao tôi cũng là cao thủ kim đan kỳ. Vợ Mỹ Mỹ, không cần biết chị là cao thủ gì, tôi vẫn lợi hại hơn. Hạ Thiên cười hì hì. Vì vậy nếu chị không nghe lời, tôi sẽ tét đít. Sắc lang, cũng không cho cậu đánh vào chỗ đó. Trong giọng nói của Tống Ngọc Mỹ có chút hương vị núng nịu, người đàn ông này thật sự quá tốt với nàng, tốt đến mức nàng vô tình buông lỏng cảm giác đề phòng với hắn, vì vậy mà vách ngăn vô hình giữa hai người đột nhiên bị loại trừ. Vợ mị mị, nếu chị không nghe lời tôi sẽ đánh vào chỗ đó. Hạ Thiên cười hì hì nói. Sắc Lang, không thèm nghe cậu nói bậy nữa. Tống Ngọc Mị có chút ngượng ngùng, người này chỉ biết nói bậy bạ. Tống Ngọc Mị muốn cúp điện thoại nhưng lại nghĩ ra một vấn đề mình điện thoại cho Hạ Thiên vì có chuyện khác cần bàn, vì thế nàng nói ngay. Này, có chuyện cần hỏi cậu, nghe nói nhạc chi phong vừa tìm gặp cậu. Đúng vậy, thằng ngu kia muốn cướp vợ của tôi, nếu không phải tôi đang giả vờ bị thương, tôi sẽ trực tiếp xử lý hắn. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Cướp vợ của cậu. Tống Ngọc Mỹ ngây người. Cả thủ đô đều biết nhạc chi phong chỉ yêu y tiểu âm, không phải cậu định nói, y tiểu âm là vợ cậu đấy chứ đúng vậy vợ Y Y tất nhiên là vợ tôi Hạ Thiên dùng giọng không chút do dự nói Tống Ngọc Mị trầm mặc 10 giây sau đó nàng mới nói khi nào thì cậu có quan hệ với Y Tiểu Âm rồi Tống Ngọc Mị cũng không đợi Hạ Thiên trả lời mà nói thôi được tôi cũng không muốn quan tâm hai người vì sao có quan hệ tôi hỏi cậu có phải cậu không muốn dâng Y Tiểu Âm cho Nhạc Chi Phong không vợ Mị Mị sao chị lại hỏi ngốc như vậy Hạ Thiên lập tức mất hứng. Chẳng lẽ chị bị tôi đánh mông nên giả vờ như vậy? Tống Ngọc Mỹ có chút bất đắc dĩ. Được rồi, tôi cũng không muốn hỏi nữa, tôi biết cậu sẽ không cho Y Tiểu Âm rời khỏi tay, nhưng tôi hỏi cậu, Y Tiểu Âm có nói cho cậu biết nhạc chi phong là ai không? Không, tôi trước đó cũng không biết có một tình địch như vậy. Hạ Thiên trả lời. Danh tiếng của nhạc chi phong ở thủ đô là khó thể tính toán được, người bình thường không biết hắn ta, nhưng thực tế Nhạc Chi Phong lại quan hệ rất rộng, mà những thế lực hắn khống chế ngoài sáng hay trong tối cũng rất nhiều, ngay cả tống gia chúng tôi cũng không biết Nhạc Chi Phong có bao nhiêu lực lượng. Nhưng dù tứ đại gia tộc trước kia hay tứ đại gia tộc bây giờ cũng không dám đắc tội với Nhạc Chi Phong. Tống Ngọc Mỹ giới thiệu tình huống của Nhạc Chi Phong trong điện thoại cho Hạ Thiên. Tóm lại Nhạc Chi Phong thật sự là đại nhân vật ở thủ đô, rất nhiều người cho rằng y tiểu âm trước nay luôn bình yên vô sự ở thủ đô, không ai chọc vào, thật ra cũng không vì y thuật, mà vì nhạc chi phong làm hậu thuẫn. À, thì ra tên nhạc chi phong kia cũng là đại nhân vật. Hạ thiên lầm bầm. Tôi nhớ trước kia vợ quỷ keo kiệt đã từng nói một lần, nhưng không sao, mặc kệ hắn là ai, nếu muốn cướp vợ tôi thì chỉ có một kết quả cuối cùng, đó là chết. Cậu đừng làm bậy, nhạc chi phong không giống với người khác, nếu hắn thật sự chết đi thì hậu quả cực kỳ khủng khiếp. Dù là cậu hay ám tổ, thậm chí ngay cả triệu gia và tiền gia hoặc tống gia cũng đều gặp phiền phức lớn. Tóm lại cậu nghe lời tôi, trước tiên nhịn một chút, tôi tin sẽ có người giúp cậu giải quyết vấn đề này, cậu cũng đừng lấy bạo lực giải quyết vấn đề. Tống Ngọc Mỹ có chút vội vàng nói. À, vợ Mỹ Mỹ cứ yên tâm, bây giờ tôi còn giả vờ bị thương, vì vậy tạm thời không dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng nếu thằng ngu kia quá bố láo, cứ tiếp tục dây dưa với vợ y y, như vậy sau này tôi sẽ xử lý hắn hạ thiên hời hợt nói hắn cũng không quan tâm nhạc chi phong là ai nếu dám có ý nghĩ muốn cướp vợ hắn như vậy sẽ biến thành kẻ chết được rồi tạm thời bỏ qua tống ngọc mị biết hạ thiên không thể nghe lời mình tôi còn có chút chuyện không nói chuyện với cậu nữa được rồi vợ mị mị đợi sau này tôi rảnh sẽ đến tìm chị hạ thiên nói một câu rồi chủ động cúp điện thoại nhưng hạ thiên vừa cúp điện thoại thì có một người khác gọi đến tất nhiên không phải là tống ngọc mị đó chính là một trong bốn đóa hoa thủ đô, là Triệu Vũ Cơ. Chương 1168, tay của tôi cũng rất nhớ chị. Vợ đại yêu tinh, chị đang ở đâu vậy? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, vì nguyên nhân giả vờ bị thương nên hắn đến thủ đô đã lâu nhưng không thể tìm đến gặp Triệu Vũ Cơ, hắn thật khá nhớ nàng. Tôi ở chỗ yêu yêu. Triệu Vũ Cơ trả lời. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vợ đại yêu tinh, đợi lát nữa rồi nói sau tôi sẽ đi tìm chị ngay bây giờ. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn cúp điện thoại, sau đó hóa thành một chiếc bóng biến mất ở ngã tư đường. Hạ Thiên định đi tìm y tiểu âm nhưng bây giờ triệu vũ cơ điện thoại đến, tuy hắn đang ở vào giai đoạn giả vờ bị thương, cũng cố ý giả vờ không có quan hệ gì với triệu gia, nhưng thật ra hắn cũng có thể lẻn vào yêu tinh biệt huyền mà kẻ khác không thể nào biết được. Cũng giống như trước đó, hắn từ trong yêu tinh biệt huyền đi ra mà không ai phát hiện được, dù bây giờ hắn đi tìm triệu vũ cơ thì cũng không ai biết rõ hắn có liên lạc với người triệu gia. Vài phút sau Hạ Thiên đã có mặt ở yêu tinh biệt huyền. Trong một mùi hương quen thuộc bùng đến, công chúa Sama chạy đến vùng vẫy hai cánh tay như cánh bướm đẹp, nàng nhào vào lòng Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo mảnh của công chúa Sama, sau đó hắn thuận miệng hỏi. Vợ công chúa, em biết vợ đại yêu tinh ở đâu không? Chị ấy ở bể bơi chờ anh. Công chúa Sama chưa trả lời thì âm thanh của yêu yêu đã vang lên bên cạnh, sau đó nàng lại tỏ ra tranh công. Trông trông, hôm nay em không ngủ ngày đấy nhé. Đét, tiểu yêu tinh vừa dứt lời thì mông đã chuyển đến cảm giác đau, rõ ràng bị hạ thiên tét đít. Sao anh lại đánh em? Tiểu yêu tinh sắp khóc đến nơi. Em không phải dáng người không tốt sao, cũng vì tất cả dinh dưỡng dồn lên cho cái đầu, vì vậy cũng không trách em được anh đánh không phải trách em dáng người không tốt, nhưng em gạt anh. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tiểu Yêu Tinh. Em mới thức dậy, vậy mà dám nói ban ngày không ngủ. Tiểu Yêu Tinh có chút buồn bực, chồng sao thứ gì cũng biết rõ như vậy. Nàng vì sợ bị đánh đòn nên nghe nói Hạ Thiên đến là tranh thủ thời gian thức dậy, nào ngờ vẫn bị hắn phát hiện ra, vì vậy mà mông của nàng phải gặp nạn. Chồng, khi nào thì em mới được đi ra? Công chúa Sama mở miệng nói, Nàng đã ở lại đây vài ngày, rất bức bối, nàng muốn ra ngoài. Sau lần trước Hạ Thiên đưa công chúa Sama đến đây, nàng rốt cuộc còn chưa được đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này nàng học võ của Hạ Thiên để lại, nhưng nếu nói về Thiên Phú võ thuật thì nàng là một người vợ kém nhất của hắn. Điều làm cho hắn cảm thấy bức bối là mỗi lần nàng luyện võ thì múa máy như khiêu vũ, mà tư thế khiêu vũ lại luôn rất mê người, vì vậy mà chỉ luyện một lúc đã leo lên giường. Cuối cùng công chúa Sama mới miễn cưỡng học xong quyển sách gái đánh người của Hạ Thiên, hai người ở lại đây 10 ngày, hắn gặp phải một bà vợ có thiên phú võ thuật quá kém mà thấy bất đắc dĩ. Điều đáng an ủi duy nhất chính là khoảng thời gian đó được hưởng dụng vợ công chúa, có chút niềm vui thú. Nhưng cũng vì để đám gài bom hiểu lầm là công chúa Sama đã chết, vì vậy thời gian qua nàng luôn ở trong yêu tinh biệt huyền. Nói cách khác thì nàng ra ngoài chắc chắn sẽ bị người hữu tâm nhận ra, dù sao một công chúa Ả Rập xinh đẹp như nàng đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác. "Vợ công chúa, vài ngày nữa em mới được đi ra." Hạ Thiên Chi có thể nói như vậy, sau đó hắn ôm công chúa Sama đặt lên ghế salon. "Em chơi đùa với vợ tiểu yêu tinh trước đi, anh lên sân thượng tìm vợ đại yêu tinh." "Được rồi." Công chúa Sama cũng không thích nhưng đành phải gật đầu đồng ý. Hạ Thiên nhanh chóng đi lên bể bơi trên sân thượng lúc này trong bể bơi có một mỹ nhân ngư bơi qua lại hắn cũng không nhiều lời mà ngồi bên canh bể bơi lẳng lặng nhìn người đẹp nghịch nước mỹ nhân ngư giống như còn chưa phát hiện ra sự có mặt của hạ thiên nàng vẫn nhàn nhã nghịch nước thậm chí còn biểu diễn vài kỹ thuật đa dạng làm hắn mở rộng tầm mắt lúc này hạ thiên nhìn cặp chân thon dài của nàng mà thầm nuốt nước miếng giống như vô tình làm lửa dục vọng của hắn bừng lên thời gian chậm rãi trôi qua Mãi đến khi Mỹ Nhân Ngư phát hiện bên kia có một người xem thì mới dừng lại, nàng bơi đến bên cạnh bờ hồ nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng có chút quyến rũ nói. Cậu đến từ khi nào? Vợ đại yêu tinh, hình như đã đến rất lâu rồi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi trả lời. Cậu không nhớ rõ mình đến đây từ khi nào sao? Mỹ Nhân Ngư chịu vũ cơ chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Vợ đại yêu tinh, chị bơi lội quá đẹp, tôi nhìn mà quên thời gian. Hạ Thiên thành thật trả lời sắc lang chỉ biết nhìn lén triệu vũ cơ khẽ hừ một tiếng sau đó nàng từ dưới nước đi lên chờ một chút tôi xuống dưới lầu thay quần áo triệu vũ cơ đang định đi xuống lầu nhưng nàng vừa đi được một bước thì đã bị hạ thiên ôm vào lòng vợ đại yêu tinh không cần phải thay quần áo chị mặc thế này là đẹp rồi hạ thiên ôm triệu vũ cơ rồi cười hì hì nói cậu muốn để tôi bị cảm sao triệu vũ cơ trừng mắt nhìn hạ thiên nàng tất nhiên biết mình mặc thế này sẽ rất đẹp, bây giờ nàng mặc áo tắm, tuy không phải là áo tắm hai mảnh, chỉ là áo liên thể rất bảo thủ nhưng chỉ có chút da thịt bị che khuất, có hơn phân nửa da thịt lộ ra ngoài, tất nhiên sắc lang hạ thiên sẽ thích nàng ăn mặc như vậy. Vợ đại yêu tinh, có tôi ở đây, sao chỉ có thể bị cảm cho được? Hạ thiên cười hì hì nói, hắn vừa nói vừa truyền một luồng chân khí hùng mạnh vào người triệu vũ cơ, chân khí nhanh chóng chạy một vòng lúc này những giọt nước trên người triệu vũ cơ đã biến mất không còn dấu vết dù là áo tắm ẩm ướt cũng trở nên khô giáo lại là chiêu này triệu vũ cơ thầm nói lúc này nàng đã không còn kỳ quái như trước kia ban đầu dưới vách núi thanh phong sơn hạ thiên cũng từng thể hiện năng lực như vậy vợ đại yêu tinh đã lâu rồi không gặp chắc chắn chị rất nhớ tôi phải không hạ thiên dùng một tay ôm lấy vòng eo của triệu vũ cơ tay kia bắt đầu không thành thật liên tục tuần tra trên bờ vai óng ả của triệu vũ cơ, đồng thời còn có xu hướng đi xuống bên dưới, nếu dựa theo tốc độ đó thì không bao lâu nữa bàn tay của hắn sẽ úp lên mông triệu vũ cơ. Bàn tay đừng lộn xộn. Triệu vũ cơ tức giận nói. Nào có lộn xộn đâu. Hạ thiên nghiêm trang trả lời. Tay của tôi hoạt động có kế hoạch rõ ràng, tuyệt đối không phải lộn xộn. Cậu không thể giảm bớt chút tính nét sắc lang được sao? Triệu vũ cơ có chút tức giận, người này nếu đừng vội vã như vậy, hoặc biểu hiện đứng đắn một chút, nàng sẽ càng ưa thích. Nhưng hắn lại là một sắc lang cực kỳ rõ ràng, điều này làm nàng hận không thể rèn sắt thành thép. Vợ đại yêu tinh, tôi chỉ muốn nói cho chị biết, tay của tôi cũng rất nhớ chị. Hạ thiên tỏ ra vô tội. Triệu phú cơ đã hết chỗ nói, người này đúng là khó thể nào cứu chữa được nữa. Ghê tởm nhất chính là hắn luôn lấy cớ để quang minh chính đại chiếm tiện nghi của nàng, hắn sờ nàng thì bảo tay nhớ nàng, nếu hắn hôn nàng không phải nói miệng hắn nhớ nàng sao trước tiên đừng làm rộn tôi có chuyện muốn hỏi cậu cậu nhất định phải trả lời thành thật triệu vũ cơ quyết định không tiếp tục cho hạ thiên làm càn nàng bắt đầu đi vào chủ đề chính trước đó nàng điện thoại cho hạ thiên cũng không phải vì nghĩ đến hắn chẳng qua nàng có chuyện quan trọng cần hỏi chuyện gì hạ thiên cũng không tiếp tục hoạt động tay nhưng bàn tay của hắn đã sớm rời khỏi lưng triệu vũ cơ đã đặt lên đùi nàng cậu rốt cuộc có quan hệ thế nào với y tiểu âm triệu vũ cơ cố gắng áp chế cảm giác không thích ứng dưới đùi nàng mở miệng hỏi vợ đại yêu tinh chị ấy cũng giống như chị là vợ tôi hạ thiên dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn triệu vũ cơ quái lạ sao chị cũng hỏi tôi về điều này chẳng lẽ tên nhạc chi phong kia có quan hệ gì với triệu gia cậu cũng đừng hỏi vấn đề này cậu trả lời tôi trước đã Triệu Vũ Cơ không có ý muốn trả lời Hạ Thiên, nàng tiếp tục hỏi: Tôi biết rõ cậu thích gọi người ta là vợ một cách lung tung. Tôi muốn biết quan hệ giữa hai người đã đến mức thế nào rồi. Vợ đại yêu tinh, sao chị lại nói tôi thích gọi người ta là vợ? Tôi chưa bao giờ gọi lung tung. Hạ Thiên có chút mất hứng, bàn tay hắn di chuyển xuống mông của Triệu Vũ Cơ, nhưng hắn không đánh mà chỉ sờ hai lượt. Còn nữa, cái gì là đến mức nào rồi? Vợ Y Y là vợ của tôi cậu đúng là triệu vũ cơ có chút buồn bực sau đó nàng cắn môi dùng giọng trực tiếp hỏi ý của tôi là cậu đã ăn nằm với người ta chưa vợ đại yêu tinh chị hỏi điều này làm gì hạ thiên có chút kỳ quái trước tiên cậu đừng hỏi nguyên nhân tóm lại cậu nói đi có hay không nói thật nhé không được lừa gạt triệu vũ cơ có chút ngưng trọng rõ ràng điều này khá quan trọng được rồi vợ đại yêu tinh cũng không cần ghen ghét tuy tôi biết chị trước nhưng chị cứ hay trốn vì vậy chúng ta cũng chưa làm gì ra trò mà vợ y y thì thật sự đã lên dĩa rồi hạ thiên nói làm nhảm nhưng cuối cùng cũng trả lời vấn đề cậu thật sự đã lên giường với y tiểu âm triệu vũ cơ dùng ánh mắt khó tin nhìn hạ thiên đúng vậy điều này có gì kỳ quái sao cô ấy là vợ tôi chúng tôi làm vậy cũng bình thường mà thôi hạ thiên có chút khó hiểu sau đó hắn hỏi ngược lại một câu Vợ đại yêu tinh, rốt cuộc là vì sao chị quan tâm đến vấn đề này? Chương 1169, sao lại cắn tôi? Cậu quen biết y tiểu âm từ khi nào? Triệu Vũ Cơ vẫn có vẻ chưa muốn từ bỏ ý định. Khi còn ở Cảng Thành, khi đó chị ấy đã trở thành vợ chính thức của tôi rồi. Hạ Thiên Thuận miệng trả lời. Nhưng cô ấy trước kia rõ ràng nhiều lần đối nghịch với cậu, hơn nữa cô ấy cũng không phải là phụ nữ tùy tiện. Dù đột nhiên có tình cảm với cậu thì cũng không trở thành phụ nữ của cậu nhanh như vậy được chứ?" Triệu Vũ Cơ vẫn không nghĩ ra, nàng cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp. Vợ đại yêu tinh, nghi ngờ sức quyến rũ của chồng là sẽ bị đánh đòn. Hạ Thiên có chút mất hứng, nhưng hắn lại xoa khẽ hai cái lên mông lớn của Triệu Vũ Cơ. Dù sao tôi cũng không gạt chị, không tin thì chỉ cứ hỏi vợ y y xem. Lúc này thật sự phiền toái lớn rồi, xem ra đã không còn cách nào hòa giải. Triệu Vũ Cơ thì thào nói, dù nàng có chút cảm thấy khó tưởng, nhưng lúc này nàng đã tin Y Tiểu Âm thật sự đã ngủ với Sắc Lang Hạ Thiên này rồi. Triệu Vũ Cơ tất nhiên sẽ không thể ngờ Hạ Thiên dùng sức cưỡng ép Y Tiểu Âm, nếu không nàng hoàn toàn có thể hiểu ra vấn đề. Vợ đại yêu tinh, đến bây giờ chị vẫn chưa nói cho tôi biết, sao chị lại hỏi những vấn đề này? Chị nếu không muốn nói thì tôi sẽ làm việc khác. Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn cũng không muốn ôm một cô vợ xinh đẹp chỉ để nói chuyện phiếm đặc biệt là vợ đại yêu tinh bây giờ chỉ mặt một bộ đồ tắm, nếu hắn chỉ ôm nàng nói chuyện thế này thì rõ ràng là phí của rơi. Y tiểu âm chẳng lẽ không nói cho cậu biết nhạc chi phong là ai sao? Triệu vũ cơ lúc này mở miệng hỏi, nàng cảm thấy điều này là không bình thường, mọi người đều biết nhạc chi phong có ý với y tiểu âm, thậm chí có thể nói nhạc chi phong thật sự muốn độc chiếm y tiểu âm. Tuy hắn vẫn chưa thành công nhưng phương pháp này cũng coi như cảnh cáo mọi người, không nên có ý với y tiểu âm. Mà triệu vũ cơ cũng tin y tiểu âm luôn biết rõ ràng điều này, nếu y tiểu âm đã lên giường với Hạ Thiên, với quan hệ thân mật giữa hai người, y tiểu âm không nên không cảnh báo với Hạ Thiên. Vì dù là người ngu cũng biết một vấn đề, nếu quan hệ của bọn họ bị người ta phát hiện ra, nhạc chi phong chắc chắn sẽ đến gây phiền toái cho Hạ Thiên. Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của triệu vũ cơ, hắn chỉ trực tiếp chặn miệng nàng lại. Đối với hắn thì vợ đại yêu tinh nói nhảm quá nhiều, vậy thì dứt khoát không cho nàng nói nữa, phải làm một điều gì đó để chặn lại, ví dụ như hôn lên cặp môi hồng của nàng chẳng hạn. Cặp mắt của triệu vũ cơ chợt mở lớn, nàng đẩy hạ thiên vài cái nhưng không được, vài phút sau nàng bắt đầu phản ứng, bắt đầu đáp trả. Sau đó nàng không ngờ mình lại cắn đầu lưỡi của hạ thiên. Hạ thiên có chút buồn bực. Vợ đại yêu tinh, sao chị cũng cắn tôi? Tôi không cố ý. Gương mặt triệu vũ cơ có hơi đỏ hồng, nàng thật sự không cố ý chẳng qua kỹ xảo hôn môi của nàng không tốt mà thôi vì vậy mới giải thích nhưng sau khi nàng giải thích thì lại phát hiện có gì đó không đúng cái gì là cũng hôm nay có người nào cũng cắn cậu sao vợ đại yêu tinh tôi có nói chữ cũng sao hạ thiên tỏ ra vô tội sau đó hắn dùng giọng khẳng định nói có lẽ chị đã nghe lầm rồi hôm nay thật sự còn có người khác cắn hạ thiên người đó là mỹ nhi nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không nói cho Triệu Vũ Cơ biết. Vì hắn thấy vợ đại yêu tinh có vẻ không quá quan tâm, hắn cũng không ngốc đến mức nói ra sự thật để vợ mình mất hứng. "Tôi không nghe lầm." Triệu Vũ Cơ yêu kiều hừ lên một tiếng, trong lòng thầm hiểu, người này hôm nay xem ra có tám phần dùng sức cưỡng ép nụ hôn của người khác, nhưng nàng cũng không muốn truy cứu, nếu hắn không thừa nhận thì nàng cũng xem như không biết. Triệu Vũ Cơ sợ Hạ Thiên tiếp tục hôn mình, vì vậy mới dùng tốc độ nhanh nhất nói nhạc chi phong xem như là sư phụ của đại ca tôi hạ thiên chợt ngẩn ngơ đại ca của chị là tên triệu công tử kia sao biết còn cố hỏi triệu vũ cơ chừng mắt nhìn hạ thiên cậu cũng không phải không biết đại ca của tôi nhạc chi phong là sư phụ của đại ca chị sao hạ thiên cảm thấy rất ngạc nhiên tin tức này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của hắn không phải là sư phụ thật sự vì đại ca của tôi từng đi theo học tập với rất nhiều người Nhạc Chi Phong cũng là một trong số đó. Triệu Vũ Cơ giải thích. Nhưng trong những vị sư phụ của đại ca tôi, Nhạc Chi Phong chính là một người đặc biệt. Đúng là sư nào đồ nấy, Nhạc Chi Phong hơn 40 mà vẫn còn muốn cướp vợ của tôi, đúng là tên tâm thần bại hoại, đại ca của chị cũng không phải là thứ gì tốt. Hạ Thiên lầm bầm nói. Triệu Vũ Cơ mất hứng véo Hạ Thiên. Không cho phép cậu nói về đại ca của tôi như vậy. Vợ đại yêu tinh, đại ca của chị vốn cũng không phải là người tốt trước kia còn muốn giết tôi còn muốn giết cả vợ tôi hạ thiên tỏ ra vô tội chẳng lẽ cậu là người tốt sao triệu vũ cơ hừ một tiếng tất nhiên tôi cũng không phải là người tốt hạ thiên lầm bầm nhưng sau đó hắn còn nói thêm không đúng tôi không giết vợ mình chỉ có đại ca của chị mới muốn giết vợ của tôi vì vậy tôi không giống với đại ca của chị sau này nếu tôi có rãnh sẽ cho hắn một trận nên thân nếu cậu dám đánh đại ca của tôi lúc đó tôi và yêu yêu sẽ không thèm quan tâm đến cậu triệu vũ cơ căm giận nói à được rồi không đánh hắn là được hạ thiên lập tức sửa lời nhưng hắn thầm nghĩ cùng lắm thì hắn không tự đánh triệu công tử là được nhưng cho người khác ra tay cũng tốt không nói đến đại ca của tôi nữa nói đến nhạc chi phong đi triệu vũ cơ cũng không lo lắng hạ thiên sẽ làm gì đại ca của mình dù sao bây giờ đại ca của nàng cũng không phải kẻ địch của Hạ Thiên, mà nàng và Yêu Yêu lại hầu như có quan hệ thân thiết với Hạ Thiên. Dù các nàng thật sự không có hảo cảm với đại ca thì ít nhất cũng phải nể mặt mũi. Vợ đại yêu tinh, không có gì cần nói về tên nhạc chi phong ngu ngốc kia, chúng ta nói về chuyện của mình đi. Đúng rồi, chân của chị có vết sẹo, còn nữa, không phải vừa rồi chị lo lắng sẽ bị cảm sao? Hôm nay tôi sẽ giúp chị dùng ngân châm để tẩy tủy sau này chị sẽ không còn gì phải lo lắng. Hạ Thiên cũng không có hứng thú gì với nhạc chi phong, dù sao tình địch của hắn cũng có khá nhiều, chỉ cần tùy tiện tìm thời gian xử lý là được. Ngược lại chuyện tẩy tủy cho triệu vũ cơ là khá quan trọng, hắn có nhiều vợ nhưng chỉ có triệu vũ cơ là chưa được tẩy tủy. Cậu không biết đâu, nhạc chi phong không phải là những cậu ấm bình thường ở thủ đô, 15 năm trước đại ca của tôi trở thành đệ nhất công tử ở thủ đô, nhưng trước đó đệ nhất công tử không phải là ai khác mà chính là Nhạc Chi Phong. Nói tóm lại thì khi đó đại ca của tôi thay thế cho vị trí của Nhạc Chi Phong. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng nói ra vấn đề. Có một số việc mà người ngoài không rõ, Nhạc Chi Phong khi đó như mặt trời giữa ban trưa, với năng lực của đại ca tôi khi đó còn chưa đủ để thay thế cho Nhạc Chi Phong. Hắn sở dĩ rút lui và dâng vị trí của mình cho đại ca của tôi, vì hắn và đại ca của tôi đã đạt thành một giao dịch. Vì giao dịch này mà sau này đại ca tôi không thể nào không giúp Nhạc Chi Phong một việc. Giao dịch? Hạ Thiên cuối cùng cũng có chút hứng thú. Đúng vậy, là giao dịch, khi đó Nhạc Chi Phong đã nói rõ ràng với đại ca của tôi, nếu hắn không muốn rút lui thì đại ca của tôi muốn trở thành đệ nhất công tác thủ đô phải đợi thêm 5 năm nữa. Hắn có thể cho đại ca của tôi trở thành đệ nhất công tử thủ đô sớm hơn 5 năm, điều kiện chính là sau này đại ca của tôi phải giúp hắn làm năm việc. Mỗi năm một việc. 5 năm là xong, đây là giao dịch. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng nói. Đến bây giờ đại ca của tôi chỉ mới chính thức giúp Nhạc Chi Phong làm được hai việc, nói cách khác đại ca của tôi còn phải giúp Nhạc Chi Phong làm ba việc nữa, như vậy mới xem như hoàn thành giao dịch. Điều này hình như không có gì liên quan đến tôi thì phải, chẳng lẽ đại ca của chị sẽ giúp tên Nhạc Chi Phong ngu ngốc kia cướp vợ của tôi? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Triệu Vũ Cơ. Vợ đại yêu tinh, nếu đại ca của chị thật sự làm như vậy, như thế hắn thật sự là kẻ ngốc. đừng mắng đại ca của tôi. triệu vũ cơ chừng mắt nhìn hạ thiên. đại ca của tôi tất nhiên sẽ không làm ra những việc trên, nhưng bây giờ cậu có xung đột với nhạc chi phong, đại ca của tôi bị kẹp vào giữa rất khó khăn. nếu lỡ may nhạc chi phong yêu cầu đại ca tôi giúp đối phó với cậu, đại ca của tôi cũng không thể làm người thất tín, điều này chính là bất lợi lớn. à, thì ra chị lo lắng về điều này thật ra cũng dễ giải quyết mà thôi. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Cậu nói có vẻ rất dễ dàng. Triệu Vũ Cơ khẽ hừ một tiếng. Nếu dễ giải quyết thì đại ca cũng sẽ không để tôi đến thương lượng với cậu. Vợ đại yêu tinh, thật sự rất dễ giải quyết. Hạ Thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Vũ Cơ. Nếu tôi thật sự giúp đại ca của chị giải quyết vấn đề này, chị phải cảm tạ tôi thế nào? Hát cho cậu một bài được chưa? Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Hạ Thiên suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. "Cũng được, vợ đại yêu tinh, nếu tôi giúp chị giải quyết chuyện này, chị phải đặc biệt hát cho tôi nghe một bài." Triệu Vũ Cơ chợt ngây người, lúc nãy nàng chỉ thuận miệng nói, nào biết người này thật sự đồng ý, lúc này nàng cũng không biết trong đầu hắn nghĩ đến những thứ gì. "Vậy cậu nói xem, cậu tính toán giải quyết thế nào?" Một lúc lâu sau Triệu Vũ Cơ mới mở miệng nói. "Đơn giản thôi, xử lý tên ngốc nhạc chi phong là được." đến khi tên ngốc kia xong đời, vậy anh của em sẽ không cần phải làm gì cho tên ngốc kia, như vậy sẽ không thất tín. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Triệu Vũ Cơ lập tức á khẩu không nói được gì, nửa phút sau nàng mới tức giận nói. Cậu có ý kiến quỷ quái gì vậy? Phương án này rất tốt. Hạ Thiên phản bác, rõ ràng tốt như vậy sao lại nói là quỷ quái? Hừ, tôi không muốn tranh luận với cậu, tóm lại kế hoạch này của cậu đừng nên thực hiện. Triệu Vũ Cơ dùng giọng vô lực nói. Đại ca tôi nói cậu tạm thời đừng xung đột với nhạc chi phong, anh ấy sẽ nghĩ biện pháp hòa giải, cậu trước tiên thả tôi ra, tôi sẽ đi điện thoại cho đại ca. Hạ Thiên vẫn không buông Triệu Vũ Cơ, hắn lấy điện thoại ra đưa cho nàng. Vợ đại yêu tinh, chị điện thoại đi, đợi chị nói xong, tôi sẽ tẩy tủy cho chị. chương 1170, ai nên buông? Triệu Vũ Cơ nhìn điện thoại của Hạ Thiên, lại nhìn bàn tay của hắn đang ôm lấy nàng, Cuối cùng nàng đành bất đắc dĩ nhận điện thoại, sau đó bấm số của Triệu công tử. Hạ Thiên. Âm thanh của Triệu công tử truyền ra trong điện thoại có chút kinh ngạc, rõ ràng hắn biết dãy số này là của Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên chủ động điện thoại đến làm hắn thật sự bất ngờ. "Đại ca, là em." Triệu Vũ Cơ có chút ngại ngùng, giống như đang yêu đương vụng trộm mà bị người ta phát hiện ra vậy. "Tiểu Vũ, là em à?" Triệu công tử cũng hiểu ra thì ra em gái của mình đang ở cùng với Hạ Thiên. Đại ca, em đã hỏi cậu ấy về sự việc với Y Tiểu Âm. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng nói đến chính sự. Cậu ấy không có đường sống vẹn toàn, hay là anh nghĩ biện pháp để nhạc chi phong buông tay đi? Không chút khả năng quay đầu sao? Triệu công tử lúc này đã nhíu mày. Đại ca, không phải anh không biết cậu ấy, phụ nữ chưa đến tay sẽ không tha, mà đến tay thì sẽ không thả triệu vũ cơ nhìn hạ thiên rồi dùng giọng hàm xúc nói phụ nữ đến tay triệu công tử chợt hiểu ra tiểu vũ ý em nói là hắn và y tiểu âm đã có quan hệ thân mật vâng triệu vũ cơ cho triệu công tử câu trả lời khẳng định thật ra đại ca điều này cũng nói rõ y tiểu âm không thích nhạc chi phong sự việc chỉ là nhạc chi phong tự mình đa tình vì vậy hãy để nhạc chi phong đừng dây dưa ở chuyện này nữa sự việc cũng không dễ dàng gì triệu công tử khẽ thở dài thế này vậy em nói cho hạ thiên bây giờ dù sao cậu ấy cũng đang giả vờ bị thương vì vậy bây giờ bảo hắn đừng ra tay anh sẽ giải quyết với nhạc chi phong nếu anh không tự giải quyết được anh sẽ nói rõ cho cậu ấy biết đến khi đó cậu ta tự mình ra tay cũng không muộn được rồi đại ca em sẽ nói cho cậu ấy biết triệu vũ cơ đáp ứng anh đã hẹn tối nay sẽ dùng cơm với nhạc chi phong Bây giờ anh phải đi, đến tối sẽ điện thoại cho em." Triệu Công Tử trầm ngâm một chút rồi nói. "Vâng, đại ca, tạm biệt." Triệu Vũ Cơ chủ động cúp điện thoại. Triệu Vũ Cơ trả điện thoại cho Hạ Thiên, nàng mở miệng nói. "Đại ca để tôi nói cho cậu biết, tạm thời không cần phải." "Tôi nghe thấy rồi." Hạ Thiên cắt đứt lời Triệu Vũ Cơ. "Vợ đại yêu tinh, trước tiên đừng nhắc đến những vấn đề kia, trước tiên tôi sẽ giúp chị tẩy tùy." gần đây ở thủ đô xuất hiện vài tên rất lợi hại tôi cũng phải làm cho chị trở nên lợi hại hơn nếu không sau này chị sẽ gặp nguy hiểm được rồi triệu vũ cơ cũng không từ chối nàng cũng biết đến chuyện tẩy tủy của hạ thiên biết nó sẽ đem lại cho mình rất nhiều chỗ tốt điều duy nhất không tốt chính là hạ thiên sẽ thừa dịp tẩy tủy cho nàng để chiếm nhiều tiện nghi nàng căn cứ vào kinh nghiệm được tẩy tủy của yêu yêu mà khẳng định bây giờ mình phải cởi sạch trước mặt hắn hạ thiên được sự cho phép của triệu vũ cơ Vậy là hắn lập tức tẩy tủy, hắn đặt nàng xuống ghế nằm bên cạnh bể bơi, sau đó dùng ngân châm đâm vào người nàng. Triệu Vũ Cơ chợt có chút bất ngờ, Sắc Lang này không nhân cơ hội lột đồ của nàng sao? 10 phút sau Hạ Thiên cuối cùng cũng cởi quần áo của Triệu Vũ Cơ rồi ném nàng vào trong bể bơi, mà bây giờ nàng mới hiểu, đây là tác phong của Sắc Lang Hạ Thiên. Chỉ vài phút sau Triệu Vũ Cơ lại cảm thấy không bình thường vì sau khi nàng được tắm rửa sạch sẽ và lên bờ thì đối phương lại mặc áo tắm vào cho nàng, sau đó dậy. Nàng luyện công. Hạ thiên dạy cho triệu vũ cơ một bộ tâm pháp tiên nữ, nghe nói sau khi học xong thì có thể biến thành tiên nữ. Dù nàng có chút buồn bực nhưng vẫn quyết định tin tưởng hắn, nhưng nàng thấy cái tên tâm pháp tiên nữ này nhất định là do hắn đặt ra, vì trên đời này sợ rằng chẳng có tâm pháp nào có tên như vậy khi triệu vũ cơ đang tu luyện tâm pháp tiên nữ thì đại ca của nàng là triệu công tử đang ngồi trong một gian phòng ở lầu ba phong nhạc hiên bên trong còn có một người khác đó là nhạc chi phong nhưng lúc này triệu công tử không phải đang dùng cơm với nhạc chi phong hắn đang đánh cờ với nhạc chi phong không phải cờ vây là cờ tướng phong nhạc hiên ít nhất cũng là nơi bình thường đối với những người bình thường cũng là một khu vực để người ta có thể đánh cờ uống trà nhưng cũng giống như bạch ngọc lâu của bạch tiểu lỗi phòng nhạc hiên thuộc về địa bàn của nhạc chi phong, mỗi khi nhạc chi phong có khách quý thường đưa đến chỗ này. Công tử, tốt của cậu không nên qua sông, nếu không sẽ bị tôi ăn sạch. Nhạc chi phong đột nhiên mở miệng nói. Nhạc tiên sinh, nếu tốt qua sông thì chỉ tiến mà không lùi. Triệu công tử mỉm cười. Vì vậy tôi cũng thật sự không muốn cho nó qua sông. Công tử, cậu sai rồi tốt qua sông sẽ tiến vào tình cảnh không thể lùi, mà chưa qua sông thì dư âm quay về càng lớn, vì vậy nên qua sông thì qua, nếu không sẽ là toi mạng. Nhạc Chi Phong dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vẫn là nhạc tiên sinh cao minh. Triệu công tử tán thưởng một câu. Nhưng tốt qua sông vẫn còn quyết định bởi người đánh cờ, chúng nó không thể tự mình làm chủ được. Mà nhiều khi chúng ta cũng là tốt, người đánh cờ là kẻ khác mà. Không phải chính mình. Thế sự như bàn cờ, xã hội là một bàn cờ lớn, có vài người tưởng mình là kỳ thủ nhưng thật ra chỉ là quân cờ mà thôi, nhưng quân cờ có khi cũng biến thành người đánh cờ, mà người đánh cờ cũng có khi biến thành quân cờ. Nhạc Chi Phong vừa nói vừa ăn mất một tốt của triệu công tử. Công tử, điều chúng ta cần làm tận dụng nhiều khả năng để làm người đánh cờ, mà thân là người đánh cờ phải biết buông tha, ví dụ như vứt sạch một đám tốt. Nhạc tiên sinh, vấn đề là vứt bỏ ai thì tốt. Triệu công tử khẽ thở dài. Có lẽ nhạc tiên sinh cũng nên bỏ qua vài thứ, có một số ít người là thứ nên buông tha công tử, bây giờ cậu muốn đến làm thầy của tôi sao? Nhạc Chi Phong thản nhiên nói. Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, người ngoài tỉnh táo kẻ bên trong u mê, tôi chẳng qua chỉ đứng ở góc độ người ngoài cuộc để nói vài lời mà thôi. Triều công tử lắc đầu. Y tiểu âm đã đến thủ đô được ba năm rồi phải không? Đúng vậy, đã ba năm, nếu nói một cách nghiêm khắc thì là ba năm ba tháng. Nhạc Chi Phong dùng giọng không nhanh không chậm trả lời. Nhạc tiên sinh, Y tiểu thư là người thông minh, cũng là cô gái có chủ kiến, ba năm qua cô ấy luôn duy trì khoảng cách với nhạc tiên sinh, mà cô ấy mới quen Hạ Thiên chưa đến ba tháng cũng đã trao thân. Anh không biết đây thật ra không phải là vấn đề của Hạ Thiên, mà là lựa chọn của y tiểu thư sao? Triệu công tử chậm rãi nói. Cậu nói gì? Nhạc Chi Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu công tử, quân cờ trên tay cũng rơi xuống. Cậu nói, y tiểu thư đã trao thân cho Hạ Thiên. Đúng vậy. Triệu công tử nhìn thẳng vào nhạc chi phong. Nhạc tiên sinh, ván đã đóng thuyền, điều này không thể nào cải biến được. Sao cậu biết chuyện này? Trong mắt nhạc chi phong bắn ra hai luồng tinh quang. Nhạc tiên sinh, tôi vừa thông qua một con đường để biết đây là sự thật. Triệu công tử nói. Nhạc chi phong nhìn triệu công tử, khoảng 10 giây sau hắn không nói gì. Xem ra lời đồn triệu ra và hạ thiên cắt đứt quan hệ chỉ là giả. Nhạc chi phong cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu có hơi lạnh. Đêm nay cậu đến đây không phải có ý muốn giúp tôi, mà là vì giúp Hạ Thiên, tôi nói không sai đấy chứ. Nhạc tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi cũng không muốn giúp bất kỳ ai, tôi chỉ muốn làm người hòa giải, vì tôi không hy vọng hai bên xung đột với nhau, điều này không có lợi cho cả hai bên. Triều công tử lắc đầu nói, cậu đã nói với Hạ Thiên những lời này chưa? Nhạc Chi Phong thản nhiên nói, chỉ sợ hắn không cho là như vậy. Nhạc tiên sinh, Hạ Thiên là loại sẽ liều mạng vì phụ nữ, theo tôi được biết thì nhạc tiên sinh cũng không xem loại người này là đối thủ thật sự, nói cách khác thì anh rất. Xem thường loại đàn ông quá quan tâm đến phụ nữ của mình. Triệu công tử chậm rãi nói. Vì vậy tôi thấy nhạc tiên sinh không phải là loại người này, chắc chắn sẽ không vì một người phụ nữ mà sinh ra xung đột với Hạ Thiên. Y tiểu thư không phải là một người phụ nữ tầm thường. Giọng điệu của nhạc chi phong có chút trầm thấp. Mặt khác sự việc lần này không chỉ liên quan đến phụ nữ, còn là vấn đề mặt mũi. Nhạc tiên sinh, theo tôi biết thì trước đây Hạ Thiên cũng không biết có sự hiện hữu của anh, vì vậy hắn cũng không có chủ tâm làm khó anh." Triều công tử giải thích một câu. "Điều này không quan trọng, quan trọng là kết quả, hắn đã để tôi không thể nào ngẩng mặt lên ở thủ đô." Trong giọng nói của Nhạc Chi Phong mơ hồ có chút tức giận. "Công tử, cậu cũng đừng nói nữa, nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ rất cảm kích." nhưng nếu cậu chỉ biết đến làm thuyết khách, cậu nên về đi. Nhạc tiên sinh, thật ra tôi đang giúp anh. Triệu công tử chậm rãi nói. Nhưng nếu anh nhất định phải giữ lấy mặt mũi, tôi đây cũng không thể cưỡng cầu, tôi chỉ hy vọng nhạc tiên sinh có thể suy xét lại. Có một câu tôi muốn nói với nhạc tiên sinh, Hạ Thiên bây giờ đã không giống như trước kia khi đến thủ đô, cậu ta đã mạnh hơn rất nhiều. Công tử, tôi cũng không còn là nhạc chi phong 15 năm trước. Nhạc Chi Phong cuối cùng cũng thả quân cờ trong tay ra. Chiếu tướng, cậu thua rồi. Triệu công tử cười nhạt một tiếng. Nhạc tiên sinh, ván cờ đã chấm dứt, tôi cũng nên cáo tử, hy vọng chúng ta còn cơ hội để tiếp tục đánh cờ. Không tiến. Nhạc Chi Phong vẫn ngồi ngay tại chỗ. Triệu công tử không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi phong nhạc hiên, biến mất trong màn đêm. Đêm nay thủ đô cũng giống như bình thường, nhưng thực tế lại có một tình cảnh mưa máu gió tanh, tất nhiên cũng không phải vì Nhạc Chi Phong làm ra, cũng không phải là Hạ Thiên làm ra, đó là sở giao cùng Bạch Tiểu Lỗi và Thường Tiểu Bảo chính thức khởi động hành động nhằm vào Biên Vân Hiệp. O không ô. Chương 1171, cứu a cửu. Dù trước đó sở giao đã nói chỉ mất một buổi chiều có thể thu phục được Biên Vân Hiệp, nhưng thực tế ban ngày dù sao cũng không thích hợp để ra tay, nếu không làm tốt sẽ gặp phải phiền toái. Bạch Tiểu Lỗi cần phải thu xếp vì vậy bọn họ vẫn quyết định rời vào buổi tối, ban ngày chỉ dám thị đám người Biên Vân Hiệp mà thôi. Hành động đoạt quyền của Biên Vân Hiệp rõ ràng đã được sự giúp đỡ của đại nhân vật, mà rõ ràng bối cảnh của đại nhân vật kia có lực ảnh hưởng rất mạnh với cảnh sát. Căn cứ vào suy đoán của Bạch Tiểu Lỗi, người giúp đỡ Biên Vân Hiệp không phải là ai khác, chính là Trình gia. Vì sự kiện bắt thường Đông Lâm và Thủ Hạ vào cục công an chính là Trình gia âm thầm ra tay. Thường Đông Lâm gặp chuyện ở đồn công an thiếu chút nữa đã chết, sau đó thủ hạ tâm phúc của Biên Vân Hiệp được cảnh sát thả ra, tâm phúc của Thường Đông Lâm tiếp tục bị giữ lại ở nhà giam. Nếu không phải Thường Đông Lâm xảy ra chuyện, sợ rằng ngay cả Thường Tiểu Bảo và Thường Vinh bây giờ cũng còn đang ở cục công an. Có thể thấy những hành động kia đều có nghĩa trợ giúp Biên Vân Hiệp, dưới tình huống bình thường thì Biên Vân Hiệp sẽ rất dễ nắm được quyền khống chế thường ra. Đáng tiếc là có đôi khi quá thông minh sẽ bị hại, người giúp Biên Vân Hiệp cũng không ngờ làm vậy không những mang đến sự trợ giúp, ngược lại còn làm suy yếu. Biên Vân Hiệp, vì bây giờ người muốn đối phó với Biên Vân Hiệp không còn là thường gia, đó là Bạch Tiểu Lỗi. Nếu đó là cả thường gia thì Bạch Tiểu Lỗi muốn ra tay cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ bên cạnh Biên Vân Hiệp chỉ có vài tâm phúc, nếu so sánh với nhân thủ bên. Cạnh Bạch Tiểu Lỗi thì thật sự là cách biệt một trời một vực. Đối với Biên Vân Hiệp thì điều chí mạng nhất không phải là bộ hạ của Bạch Tiểu Lỗi, đó là sở giao, vì vị đại tiểu thư của sở gia lúc này này đã có ý muốn nhất thống hắc đạo thủ đô. Quyết định này của nàng cũng không đáng sợ, điều đáng sợ chính là năng lực của nàng rất khủng bố, dù là biên vân hiệp hay tâm phúc cũng đánh không lại một đao của nàng, mà nàng chỉ cần vung tay lên, hoặc tiện tay vung phi đao thì thủ hạ của biên vân hiệp không chết cũng tàn phế. Đến tối sở giao mang theo đám người bạch tiểu lỗi và thường tiểu bảo dùng tư thái gió cuốn mây tan càn quét địa bàn của biên vân hiệp. Cuối cùng không những chỉ là địa bàn của biên vân hiệp, thậm chí còn có địa bàn của vài bang phái khác cũng bị quét sạch, mà thủ hạ của Bạch Tiểu Lỗi cũng dùng tốc độ cực nhanh để tiếp thu địa bàn. Khi người ủng hộ biên vân hiệp phát hiện tình huống không đúng, nhanh chóng để cảnh sát thả đám người của Thường gia ra, ra ngoài thì đã quá muộn. Không những đám người này không cướp lại địa bàn, mà cũng vì Thường Đông Lâm hạ lệnh để cho bọn họ phối hợp với Bạch gia để lấy lại khu vực của mình, vì ngay từ lúc đầu Thường gia và Bạch Tiểu Lỗi đã cùng một nhà chỉ sau một đêm mà nhiều thế lực hắc đạo ở thủ đô đã thay tên đổi họ, bọn họ không phải họ thường, không phải họ bạch, mà là họ sở, Joriel của sở ra cuối cùng cũng kéo từ thành phố Giang Hải đến tận thủ đô. Biến hóa bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người choáng váng. Đối với rất nhiều người thì một đêm này giống như ác mộng, vì tình huống lúc này thật sự là thứ bọn họ không muốn thấy. Đáng tiếc là cơn ác mộng đã trở thành sự thật. Có lẽ điều đáng an ủi duy nhất của bọn họ chính là đây không phải cơn ác mộng của riêng bọn họ. Đối với CIA thì tối qua cũng là cơn ác mộng. Tối qua có hơn mười mấy địa điểm phân bố người của CIA trên khắp thế giới bị tập kích, thế lực tập kích là đặc công của các quốc gia. Nghe nói tối hôm nay những đặc công các quốc gia này nhận được tin tình báo nặc danh, đã nói rõ vị trí của CIA, sau đó những quốc gia này bắt đầu hành động, tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt vào lúc này. Vì vậy tối nay CIA tổn thất rất nặng. Thật sự khó thể nào dùng lời để miêu tả, cũng vì thế mà giám đốc CIA cũng không thể không ra lệnh triệu hồi các đặc công về tổng bộ, tương lai bọn họ còn phải mất thời gian không nhỏ để thiết lập lại mạng lưới tình báo của mình. Dù bên này là buổi tối nhưng bên phía tổng bộ CIA lại là ban ngày, tất nhiên ngày hôm nay cũng rất bết bát với CIA. Điều bết bát nhất không phải là tổn thất, chính là bọn họ căn bản không biết lọt vào ám toán của ai, cũng không biết tin tức tình báo bị lọt ra ngoài như thế nào vì dựa theo lẽ thường, dù bọn họ có vài đặc công rơi vào trong tay kẻ địch thì cũng không đến mức lộ ra tất cả tin tức tình báo. Mà tương lai bọn họ muốn điều tra được điều này cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đáng tiếc chính là bọn họ cũng không biết cơn ác mộng còn chưa chấm dứt, vì sáng hôm nay đám đặc công Grace cũng được triệu hồi về nước, máy bay đã hạ cánh. Nhưng bây giờ thân phận chính của bọn họ cũng không còn là đặc công CIA, thực tế là gián điệp hai mặt đã bị hạ thiên thôi miên khống chế. Sáng hôm sau, trong y nhân các, y tiểu âm đã sớm thức dậy, trong người nàng giống như có một luồng chân khí cực mạnh, buổi tối nàng tu luyện, ban ngày lại thức dậy rất sớm nhưng tinh thần thật sự rất tốt. Nàng biết rõ trạng thái bản thân của mình, đúng là càng ngày càng tốt, nhưng có những chỗ trên người bị thương và vĩnh viễn không thể nào khôi phục lại. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh nắng ban mai đã chiếu vào khoảng sân nhỏ, y tiểu âm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nàng có chút xuất thần. Tiểu thư ăn sáng thôi. Âm thanh của A Cửu từ phía sau vang lên làm Y Tiểu Âm giật mình tỉnh lại. Y Tiểu Âm gật đầu, nàng xoay người đi vào phòng trong. Tiếng đập cửa vang lên, A Cửu vốn định đi theo Y Tiểu Âm vào nhà trong nhưng lại xoay người đi ra cửa lớn. "Tiểu thư, em ra xem là ai?" "Ừ." Y Tiểu Âm lên tiếng, nàng đi vào phòng, sau đó ngồi bên cạnh bàn ăn, uống một ngụm sữa nóng, sau đó chờ A Cửu quay về. Âm y môn cũng không phải chỉ có hai người nhưng trong y nhân các này thật sự chỉ có hai người là y tiểu âm và A Cửu, vì trong âm y môn thì bọn họ coi như là kẻ khác loại, cũng không hợp với đám người khác. Đùng đùng, hai tiếng súng chợt vang lên ở ngoài cửa giống như tiếng sấm giữa trời quang làm y tiểu âm ngây người, mãi vài giây sau nàng mới kịp phản ứng, nàng nhảy dựng lên dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra cửa. A Cửu đang nằm trên mặt đất, ngực đầy máu, lúc này ngoài A Cửu thì không có người nào khác chỉ có một chiếc xe máy phóng đi với tốc độ như tên bắn. Không, y tiểu âm hét lên một tiếng, nàng phóng về phía A cửu, vội vàng bế A cửu lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phóng vào phòng rồi thi châm. A cửu, em cố gắng chịu đựng, em không thể chết được. Tâm thần của y tiểu âm lúc này hầu như đã đại loạn, cũng không kịp suy nghĩ vì sao sự kiện này lại phát sinh, nàng chỉ muốn cứu bằng được A cửu. Yêu tinh biệt uyển lúc này xem như yêu tinh biệt huyền rất xứng với tên gọi, bên trong có hai yêu tinh một lớn một nhỏ rất xinh đẹp, nhưng tối qua Hạ Thiên lại không thể qua đêm với một yêu tinh nào. Tiểu yêu tinh vẫn ôm máy tính, đại yêu tinh lại tu luyện tâm pháp tiên nữ, giống như đang muốn nhanh chóng vượt qua thời kỳ quá độ từ yêu tinh lên tiên nữ. Tất nhiên buổi tối nay Hạ Thiên cũng không cô độc, không có hai yêu tinh thì có tiểu công chúa, tối qua công chúa Sama xinh đẹp lại cho hắn được nếm trải cảm giác. Sung sướng, Điều duy nhất làm hắn cảm thấy buồn bực chính là hành động giả vờ bị thương còn chưa chấm dứt, vì vậy hắn không thể tiếp tục ở lại ổ yêu tinh để đánh nhau với yêu tinh, hắn phải ra ngoài dạo chơi, hắn phải là con mồi lưu động để đám ngu mốc kia chủ động đưa đến cửa. Hạ Thiên nhìn tiểu công chúa ngủ trong lòng như một đứa bé mà không khỏi sờ soạng lên da thịt của nàng, sau đó sờ soạng vài cái lên bộ vị nào đó giống như của mẹ đứa bé, cuối cùng mới lưu luyến rời khỏi giường. Hạ Thiên đi xuống lầu thì lại thấy Triệu Vũ Cơ đang ăn sáng, nhưng lúc này vợ đại yêu tinh lại không ăn mặc giống yêu tinh, thật sự ăn mặc khá bảo thủ, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Cậu đã thức dậy rồi sao? Khi thấy Hạ Thiên thì Triệu Vũ Cơ thật sự chủ động chào hỏi, nhưng nàng vừa nói xong lại không khỏi chừng mắt nhìn hắn, đúng là sắc lan chết tiệt, tối qua đã ngủ cả đêm trong phòng công chúa Sa Ma. Đúng vậy, vợ đại yêu tinh, chị đã thức dậy, tôi cũng nên thức dậy hạ thiên thuận miệng nói tôi còn chưa ngủ triệu vũ cơ tức giận nói hạ thiên cười hì hì với triệu vũ cơ vợ triệu vũ cơ vậy bây giờ chị đã muốn ngủ chưa nếu chị muốn tôi có thể cùng ngủ với chị tôi cũng không muốn ngủ cùng cậu triệu vũ cơ trừng mắt tôi sẽ phải đi có một buổi họp báo cần tôi ra mặt à tôi cũng sẽ ra ngoài đi dạo một chút hạ thiên ngồi xuống bên cạnh triệu vũ cơ hắn dùng một tay ôm triệu vũ cơ tay kia chộp vào bánh mì, bắt đầu bữa ăn sáng. Hạ Thiên ăn được vài miếng bánh mì, uống hai hộp sữa tươi, đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem mà không khỏi ngây người, người điện thoại đến lại y tiểu âm, điều này thật sự làm hắn bất ngờ. Hắn cũng không phải kẻ ngu, biết rõ vợ y y bây giờ rất tức giận với mình, dưới tình huống bình thường sẽ chẳng bao giờ điện thoại cho mình. Vợ y y, chị. Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn vừa nói được vài chữ thì đã nghe âm thanh nức nở của y tiểu âm ở bên kia. Van xin cậu, mau đến giúp tôi cứu A Cửu. Vợ y y, chị đừng khóc, chị nói cho tôi biết, chị đang ở đâu. Tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên ngẩn ngơ, tuy không biết rõ có chuyện gì phát sinh, nhưng hắn vẫn đồng ý. Y nhân các, cậu đến mau, A Cửu sắp không gắng gượng được nữa. Y tiểu âm thật sự muốn khóc, lúc này nàng thật sự cảm thấy rất bất lực. Vì vậy nàng không khỏi mở miệng xin Hạ Thiên trợ giúp. "Tôi đến ngay." Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên lầu kéo Tiểu Yêu Tinh chuẩn bị ngủ đến bên máy tính, hắn nói: "Vợ Tiểu Yêu Tinh, anh muốn đến Y Nhân Các, em mau chỉ đường cho anh." Chương 1172: Cản đạn giúp vợ. Ngày hôm qua Hạ Thiên đã định đến Y Nhân Các nhưng thiếu chút nữa đã lạc đường, bây giờ hắn vẫn không thể nào đến đó, mà ngồi taxi thì rất chậm. Nếu hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến y nhân các thì chỉ có thể yêu cầu tiểu yêu tinh hỗ trợ chỉ đường mà thôi, còn hắn sẽ áp dụng phương pháp của mình. Tiểu yêu tinh tuy không vui nhưng không thể làm gì được hạ thiên, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn chỉ đường cho hắn. Dưới sự trợ giúp của nàng, chưa đến 3 phút sau Hạ Thiên đã đến y nhân các. Hạ Thiên vừa đến y nhân các thì nghe được mùi máu lưu lại trong không trung, hắn đi theo mùi máu thì tìm được y tiểu âm, đồng thời cũng thấy A Cửu. Lúc này Y Tiểu Âm đang liên tục dùng ngân châm đâm lên cơ thể nhuốm đầy máu của A Cửu. Gương mặt tuyệt mỹ của Y Tiểu Âm đã được bao phủ trong nước mắt, nàng mặc dù là nhất đại thần y nhưng vẫn không thể nào cứu sống được A Cửu, vì trái tim của A Cửu đã bị trúng đạn, điều nàng cần làm duy nhất vào lúc này chính là dùng ngân châm để bảo trụ một luồng sinh cơ, sau đó hy vọng Hạ Thiên có thể cứu A Cửu, vì nàng biết y thuật của hắn hơn mình rất xa. Dù A Cửu thật ra chẳng qua chỉ là một nha hoàn của Y Tiểu Âm, là một nha hoàn có nhiệm vụ phụ trách cuộc sống ngày thường của nàng, nhưng đối với nàng thì A Cửu rất quan trọng. Thực tế thì A Cửu không khác gì chị em của nàng, từ khi nàng đi theo con đường không giống như những đồng môn trong âm y môn, người luôn đi theo bên cạnh cổ vũ và đồng cam cộng khổ với nàng chính là A Cửu. Nếu nói sự kiện bị Hạ Thiên làm nhục ở Cảng Thành là đả kích lớn nhất trong đời của Y Tiểu Âm, như vậy A Cửu chết đi thì sự kiện ở Cảng Thành chỉ có thể xếp xuống vị trí thứ hai mà thôi. Tuy bị Hạ Thiên làm nhục thì cực kỳ đau khổ nhưng nàng vẫn có thể chịu được, nàng có thể tiếp tục đi về phía trước trong nỗi đau, nhưng nếu A Cửu chết, điều này giống như rút đi sinh mệnh của nàng vậy. Vì thế dù nàng rất căm hận Hạ Thiên, cũng không muốn điện thoại cho hắn, nhưng vì A Cửu, nàng quyết định điện thoại và cầu xin hắn cứu A Cửu. Nàng đã có một quyết định, dù tên khốn này có thể nhân cơ hội mà uy hiếp nàng, dù làm nhục nàng một lần nữa thì nàng cũng thỏa mãn nguyện vọng của hắn, nhưng hắn phải cứu A Cửu cho bằng được. Vô tình nước mắt đã làm ánh mắt của Y Tiểu Âm trở nên mơ hồ, nàng muốn lau nước mắt, nhưng lúc này một bàn tay lướt qua lau nước mắt cho nàng, cùng lúc đó một âm thanh vừa quen thuộc vừa làm nàng căm hận truyền vào tai. "Vợ Y Y, chị đừng khóc, tôi đã đến rồi." "Cầu xin cậu cứu A Cửu, cậu muốn gì?" Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, nàng định nói gì đó, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên cắt đứt vợ y y chị yên tâm đi tôi đã đến rồi cô ấy sẽ không chết hạ thiên lấy ra một cây ngân châm nhanh chóng đâm vào vị trí trái tim của a cửu cùng lúc đó hắn vung tay một luồng lực lượng bùng ra đẩy y tiểu âm ra ngoài sau đó hắn chụp lấy cổ tay của a cửu một luồng băng hỏa linh khí truyền vào trong người đối phương trái tim a cửu bị trúng hai viên đạn nhịp tim đã ngừng cũng ngừng hít thở vì vậy lúc này vấn đề của nàng cũng không còn nằm ở bộ vị trái tim Hạ Thiên dùng ngân châm cứu chữa cho trái tim của nàng, đồng thời luồng băng hỏa linh khí truyền vào trong người cũng giúp nàng chữa những tổn thương khác. Tuy trước kia Hạ Thiên từng tự xưng dù là ai chỉ cần không chết là hắn vẫn có thể cứu sống, nhưng nếu không phải bây giờ băng hỏa linh khí của hắn hùng mạnh hơn. Trước kia vô số lần, sợ rằng bây giờ cứu A Cửu cũng không dễ. Trái tim bị trúng đạn, hơn nữa lại là hai viên đạn, hơn nữa lại chậm chế cứu chữa. Nếu muốn thật sự cứu A Cửu thì dù dùng Nghịch Thiên Bát Châm cũng chưa chắc làm được. Nhưng bây giờ tình huống không giống như trước, Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh lấy hai viên đạn ra khỏi tim A Cửu, sau đó dùng ngân châm và băng hỏa linh khí chữa trị ngay, đồng thời còn găm hai cây kim lên bộ vị trái tim của nàng. Trái tim của A Cửu nhanh chóng đập lên một lần nữa, tuy tốc độ có hơi chậm nhưng dù sao cũng đã đập trở lại, 10 giây sau nàng lại khôi phục hô hấp, đến lúc này dù là ai cũng nghĩ rằng A Cửu căn bản đã sống lại nhưng quá trình trị liệu của hạ thiên cũng không phải kết thúc đây là lần đầu tiên vợ y y yêu cầu hắn hỗ trợ nên hắn nhất định phải làm cho tốt hắn không những muốn cứu sống a cửu còn muốn làm cho nàng khôi phục lại chỉ trong thời gian ngắn vì vậy hắn không ngừng đâm kim lên người a cửu băng hỏa linh khí liên tục thông qua ngân châm truyền vào người nàng nhanh chóng chữa trị tất cả thương tổn y tiểu âm vẫn đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn hạ thiên lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh lại từ trong hoảng loạn quan hệ giữa người và người rất kỳ lạ, có những chuyện rất đáng căm hận, nhưng cũng có chút chuyện bắt buộc phải tín nhiệm, đối với y tiểu âm thì hạ thiên cũng là như vậy, nàng hận hắn, hận hắn dùng phương pháp thô bạo chiếm lấy cơ thể nàng, nhưng nàng lại rất tín nhiệm y thuật của hắn, nàng tin hắn nhất định có thể cứu được a cửu. Lúc này y tiểu âm có thể thấy, gương mặt trước đó vốn tái nhợt của a cửu đã có chút hồng hào, thậm chí nàng còn cảm nhận được nhịp thở của a cửu, cũng có thể thấy bộ ngực của a cửu đang phập phồng tất cả mọi thứ nói cho nàng biết a cửu đã sống lại dưới tình huống chúng hai viên đạn vào tim mà vẫn sống lại á à, không biết đã qua bao lâu một tiếng hét lớn vang lên cầm thú làm gì vậy lấy tay ra tiếng hét này rất lớn hoàn toàn không giống như của người vừa bị bắn nhưng thật ra đây chính là âm thanh từ trong miệng a cửu phát ra lúc này nàng mở to mắt và thấy hạ thiên đang sờ mó lên người mình tất nhiên nàng phải hét lên a cửu cậu ấy đang chữa thương cho em." Y tiểu âm vội vàng nói, lúc này nàng đã hoàn toàn tin tưởng A Cửu không còn vấn đề gì, vì âm thanh của A Cửu vừa rồi thật sự là rất lớn, rất bình thường. Chờ thêm vài phút nữa cô sẽ giống như chưa từng trúng đạn. Hạ Thiên lúc này lười biếng nói một câu, "Cô đừng la lớn như vậy, tôi có muốn cũng chỉ sàm sỡ với vợ y y, cũng không sàm sỡ với cô." "Tiểu thư, hắn, sao hắn lại?" A Cửu còn chưa hiểu được tình huống hiện tại em trúng đạn, bị bắn hai phát vào tim." Y tiểu âm nói thật nhỏ. "Chị không thể nào cứu được em, vì vậy chị mới điện thoại cho hắn." A Cửu suy nghĩ lại, sau đó gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi, rõ ràng lúc này nàng đã nhớ đến những gì phát sinh trước đó. "Em vừa mở cửa đã thấy một tên trùm kín đầu tay cầm súng, em còn chưa kịp hét lên và chưa kịp tránh thì hắn đã nổ súng, em đã không biết gì nữa, mãi đến giờ mới tỉnh lại." A Cửu nói rất nhỏ nàng nói xong thì giống như nhớ đến điều gì đó, giọng điệu của nàng trở trên sợ hãi. Tiểu thư, chỗ này đã không còn an toàn, chỉ nên cho người đến bảo vệ, nhanh chóng thông báo cho ám tổ để bọn họ phái người đến bảo vệ. Tôi sẽ cho người đến bảo vệ. Hạ Thiên nói, sau đó lại hỏi. Vợ y y, trước kia không phải chỉ có vài tên bất tử bất diệt bảo vệ sao? Bây giờ sao lại không có? Đều bị tên cầm thú anh đánh chết, tất nhiên sẽ không còn a à, cửu căm giận nói này trong y nhân các cũng không còn người nào khác vợ y y chẳng lẽ chỗ này chỉ có hai người thôi sao hạ thiên lại hỏi một câu trước nay tôi ở thủ đô đều rất an toàn cho đến bây giờ chưa có người nào đến gây phiền vì vậy bình thường đều không cần bảo vệ hôm nay là ngoại lệ y tiểu âm giải thích một câu như vậy sao đúng là không an toàn hạ thiên nhìn y tiểu âm sau đó hắn nghiêm trang nói vợ y y, nếu không tôi ở đây bảo vệ chị. Cậu không phải đang giả vờ bị thương sao? Y tiểu âm khẽ hừ một tiếng, trước đó nàng đã biết Hạ Thiên giả vờ bị thương, vì vậy nàng mới điện thoại đến xin giúp đỡ, cũng vì nàng thấy y thuật của Hạ Thiên chắc chắn vẫn còn. Tất nhiên lúc này nàng đã thật sự chứng minh gần đây Hạ Thiên đang giả vờ bị thương. Này, vợ y y, chị nói gì vậy, thật ra tôi bị thương, nhưng y thuật thì vẫn còn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nếu đã như vậy thì cậu dựa vào điều gì để bảo vệ tôi?" Y Tiểu Âm hừ lạnh một tiếng. "Thôi khỏi, cậu thích giả vờ bị thương thì cứ tự nhiên, không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi không cần cậu bảo vệ, nếu cậu ở đây thì tôi càng bị uy hiếp." Tuy Hạ Thiên vừa mới cứu sống A Cửu nhưng nếu muốn để Y Tiểu Âm tiếp nhận thì hầu như là không thể, những khúc mắc và căm giận trong lòng nàng sẽ không thể nào dễ dàng triệt tiêu như vậy. "Được rồi, bây giờ cô đã bình thường còn hơn người bình thường." Hạ Thiên lúc này thu hồi ngân châm rồi nói với A Cửu. Này, cô có muốn lợi hại hơn một chút không? Anh muốn gì? A Cửu dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Hạ Thiên. Tôi nghĩ cũng nên tẩy tủy cho cô, tuy cô không phải là vợ tôi, nhưng nếu như vậy thì cô sẽ bảo vệ cho vợ tôi, giúp vợ tôi cản đạn cũng tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu nói gì, tôi cũng không muốn A Cửu giúp mình đỡ đạn. Y tiểu âm căm giận nói, tên khốn này nói chuyện thế nào vậy? A cửu vừa trúng đạn, hắn còn muốn để A cửu đỡ đạn sao? Vợ y y, cô ấy trúng đạn dù sao cũng còn tốt hơn chị trúng đạn. Hạ thiên tỏ ra vô tội nói. Anh, anh thật sự giúp tôi tẩy tủy sao? A cửu lúc này dùng ánh mắt khó tin nhìn hạ thiên. Anh giúp tôi tẩy tủy, có phải tôi sẽ giống như tiểu thư, sẽ có thực lực hùng mạnh? Trường 1173, thật sự mang thai trước đó vài ngày a cử vốn đi theo y tiểu âm cùng luyện tập phiêu miểu bộ pháp và nữ đánh người nhưng nàng nhanh chóng phát hiện một sự kiện dù nàng có luyện thế nào cũng có khoảng cách rất lớn với tiểu thư phiêu miểu bộ pháp của nàng không thể nào nhanh bằng cũng không uy lực bằng cuối cùng nàng mới xác định một việc đó chính là muốn luyện tốt phiêu miểu bộ pháp kia thì phải có chân khí cường đại làm cơ sở nếu không thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều a à, cửu cũng biết tiểu thư của mình vốn không có cơ sở luyện tập võ công nhưng lại đột nhiên có được chân khí hùng mạnh điều này hoàn toàn là công lao của tên hạ thiên kia nhưng tên khốn kia đã dùng nghịch thiên bát châm gì đó để tẩy tủy cho tiểu thư để cho tiểu thư trở thành cao thủ vì vậy bây giờ nàng nghe hắn nói muốn tẩy tủy cho mình dù nàng cũng rất căm hận hắn nhưng cũng không khỏi động tâm đúng vậy tôi sẽ tẩy tủy cho cô dù sau này có người nổ súng trước mặt cô cô cũng có thể né tránh nếu cô phát hiện có người nổ súng với vợ y y của tôi, dù cô phản ứng. Chậm cũng có thể đỡ đạn cho vợ tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Này, rốt cuộc cô có muốn tẩy tủy không? Tôi đã nói rồi, tôi rất ít khi tẩy tủy giúp người không phải là vợ của mình, nếu không phải vì sự an toàn của vợ y y, cô sẽ... Không được hưởng điều tốt này. Hạ Thiên nói lời này coi như nửa thật nửa giả, trước kia hắn cảm thấy nghịch thiên đệ tứ châm chỉ có thể sử dụng cho vợ, nhưng thực tế sau này cũng không phải chỉ dùng cho vợ hắn, ví dụ như nha đầu Thạch Thuần. Mà bây giờ hắn đã học xong đệ ngũ châm, hắn bắt đầu cảm thấy uy lực của đệ tứ châm là không quá lớn, ngẫu nhiên dùng cho người không phải là vợ mình cũng chẳng có gì không được. Tất nhiên dù là như vậy thì Hạ Thiên cũng không tùy tiện tẩy tùy cho người ta, dù không phải là vợ thì ít nhất cũng có liên hệ với vợ hắn, trước đó có Thạch Thuần là em gái của Vân Thanh, bây giờ có A Cửu là nha đầu của Y Tiểu Âm. Cuối cùng hắn vẫn là suy nghĩ cho vợ mình, làm việc có lợi cho vợ a cửu cứ để cậu ấy tẩy tủy y tiểu âm nhịn không được phải nói một câu nhưng nàng cũng không vì an toàn cho mình mà nàng nghĩ cho a cửu nàng không muốn sự kiện như hôm nay tiếp tục phát sinh cũng không hy vọng lần sau a cửu chúng đạn lại tiếp tục cầu xin sự trợ giúp của hạ thiên vâng tiểu thư a cửu vốn cũng đã động lòng y tiểu âm đã nói như vậy thì nàng cũng đồng ý hạ thiên cũng không nói nhảm trực tiếp đâm ngân châm lên người a cửu nghịch thiên đệ tứ châm tẩy tủy lại được tái hiện trên người A Cửu. Thành phố Giang Hải, phân cục công an quận Đông. Trong đội cảnh sát hình sự, lúc này đám cảnh sát không có việc gì để nói, bắt đầu tụ tập tán nhảm. Này, anh nói xem sao hôm nay cục trưởng lãnh còn chưa đến. Đặt câu hỏi chính là một cảnh sát vừa mới được điều đến chưa lâu tên là Ngô Tiểu Lị, vì nàng là người mới nên mỗi ngày đều đến rất sớm, sợ đi làm muộn. Nhưng trước, kia không phải là nàng đến sớm nhất, vì trước khi nàng đến thì cục trưởng lãnh băng băng đã có mặt ở phòng làm việc rồi. Ngô Tiểu Lị quan sát nhiều ngày và phát hiện lãnh băng băng là người đi làm sớm nhất, nhưng hôm nay đã 9 giờ mà cục trưởng còn chưa đi làm, điều này đúng là không bình thường. Sao tôi biết được? Người Ngô Tiểu Lị đang nói chuyện chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đồng Giang. Tiểu Lị, cục trưởng lãnh hôm nay ngủ lấy sức, cũng không có gì nguyên nhân cục trưởng lãnh ngủ nướng chỉ có một. Một tên cảnh sát khác nói với vẻ mặt mập mờ. Nhất định là tối qua Hạ Thiên đến chỗ cục trưởng. Hạ Thiên, Hạ Thiên là ai? Ngô Tiểu Lị là người mới, gần đây Hạ Thiên lại không đến phân cục quận đông, vì vậy lúc này nàng còn chưa biết có một nhân vật như vậy. Còn là ai nữa, chính là bạn trai của cục trưởng lãnh. Tôi nói này, Tiểu Lị, Hạ Thiên là một nhân vật hùng mạnh nhất thành phố Giang Hải chúng ta, cô đừng nên chọc vào. Một cảnh sát dùng giọng hảo tâm nói với Ngô tiểu lỵ, tất nhiên hắn cũng chưa hẳn có ý tốt, vì Ngô tiểu lỵ cũng chỉ có chút xinh đẹp mà thôi. "Đừng đoán bậy, theo tôi được biết thì bây giờ Hạ Thiên cũng không ở trong thành phố Giang Hải." Đồng Giang lắc đầu, "Cục trưởng lãnh chế nãi có lẽ là vì nguyên nhân khác." "À, chào cục trưởng." Đồng Giang còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên thấy Lãnh Băng băng bước nhanh đến, vì vậy vội vàng bắt chuyện. "Chào cục trưởng." những người khác cũng vô thức mở miệng chào hỏi lãnh băng băng nhưng bọn họ lập tức phát hiện một sự kiện kỳ quái đó là lý bình căn bản không quan tâm đến bọn họ chỉ vội vàng đi vào toilet mọi người đưa mắt nhìn nhau hôm nay lãnh băng băng có vẻ không được bình thường để tôi đi xem ngô tiểu lị sung phong tiến vào toilet nhưng khi mới đến cửa thì nàng đã nghe thấy âm thanh nôn ngửa từ bên trong truyền ra nàng đi vào và lại phát hiện lãnh băng băng đang cúi đầu trên bồn rửa mặt và liên tục nôn ói cục trưởng lãnh chị không sao đấy chứ ngô tiểu lỵ không nhịn được phải hỏi lãnh băng băng liếc mắt nhìn ngô tiểu lị, sau đó khoát tay không nói gì chỉ tiếp tục nôn ói ngô tiểu lỵ còn định nói điều gì thì thấy lãnh băng băng khoát tay nói đi ra vì vậy nàng cũng không dám làm gì chỉ có thể rời khỏi toilet và đi về văn phòng của đội cảnh sát hình sự tiểu lỵ cục trưởng làm sao vậy đồng giang vội vàng hỏi không biết chị ấy đang nôn ói có phải buổi sáng ăn thứ gì đó không tốt? Ngô Tiểu Lị nói với vẻ mặt mê man. Nôn ói. Bên cạnh có tên cảnh sát nói. Chẳng lẽ là mang thai? Sao? Ngô Tiểu Lị chợt ngẩn ngơ. Không phải chị ấy còn chưa kết hôn sao? Chưa kết hôn thì thế nào? Thì không được kết hôn sao? Một người khác ngáp một cái nói. Nói cho đúng, sợ rằng cả đời này cục trưởng lãnh của chúng ta cũng không thể nào kết hôn. Vì sao không kết hôn? Ngô Tiểu Lệ rất mê man. Cục trưởng lãnh của chúng ta xinh đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn đám ngôi sao trong phim, dáng người cũng không kém đám người mẫu, nếu chị ấy muốn gả ra. Ngoài, sợ rằng có cả triệu đàn ông muốn chạy đến. Tiểu Lệ nói như vậy cũng không được, người khác muốn kết hôn nhưng phải xem chị ấy có muốn gả hay không, vì điều kiện của cục trưởng thật sự là rất tốt. Một người khác nói, ví dụ như cô vậy, Cô muốn lấy chồng cũng sẽ có rất nhiều người muốn cưới, nhưng cô nào có chịu gả ra ngoài. Không phải các người nói bạn trai của cục trưởng là Hạ Thiên gì đó sao? Ngô Tiểu Lị có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cục trưởng không thể gả cho Hạ Thiên kia? Điều này hình như cũng không thể nào gả, Hạ Thiên kia có rất nhiều phụ nữ, cũng không phải chỉ có một mình cục trưởng lãnh của chúng ta. Một tên cảnh sát lên tiếng. Sao? Không thể nào. Ngô Tiểu Lị hầu như kêu lên thành tiếng anh nói cục trưởng lãnh của chúng ta làm vợ bé cho người ta sao? Đừng nói nhảm. Đồng Giang khẽ lên tiếng của trách, không cho Ngô Tiểu Lị tiếp tục nói. Các người đừng nói lung tung, sau này cũng đừng nhắc đến chuyện này, nếu không sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cục trưởng. Vâng, đội trưởng. Ngô Tiểu Lị khẽ lên tiếng. Những người khác cũng thức thời không nói lời nào, vì bọn họ hiểu rõ hơn so với Ngô Tiểu Lị, lãnh băng băng thật sự không phải là người mà bọn họ có thể nghị luận mà mọi người cũng nhanh chóng phát hiện mình rất may mắn, trước khi bọn họ dừng nghị luận một phút thì lãnh băng băng đã quay lại, nếu bọn họ không dừng sớm thì chỉ sợ nàng sẽ nghe thấy. Nhưng lãnh băng băng lại nói một câu làm mọi người ngây ngốc. Không cần nghị luận chuyện riêng của tôi, lần này coi như xong, lần sau sẽ không giống như thế này nữa đâu. Mọi người trượt phát mộng, đồng thời cũng cảm thấy khó tưởng, nơi này cách toilet rất xa, âm thanh của bọn họ cũng không quá lớn, sao lãnh băng băng có thể nghe thấy được lãnh băng băng quét mắt nhìn mọi người rồi nói tôi mang thai là con của hạ thiên các người không nên suy đoán lung tung tôi cũng không phải không dám cho người khác biết điều này cục trưởng lãnh chúc mừng chị đồng giang có chút trần trừ cuối cùng vẫn lên tiếng chúc mừng cục trưởng tôi nghe nói lúc mang thai thì rất hay nôn ói rất thích ăn chua nếu không tôi đi mua giúp chị một bịch ô mai nhé ngô tiểu lị lúc này cũng bắt đầu lên tiếng nịnh nọt lãnh băng băng không cần lãnh băng băng nhàn nhạt, nhạt nói một câu sau đó nàng đi vào phòng làm việc của mình cũng thuận tay đóng cửa lại mọi người đưa mắt nhìn nhau cũng không ai dám nói thêm điều gì lãnh băng băng ngồi xuống trong phòng làm việc nàng vô thức sờ lên bụng tuy bây giờ bụng nàng còn chưa có biến hóa nhưng nàng đã biết bên trong là một sinh mệnh nhỏ một đứa bé thuộc về nàng và hạ thiên nàng bắt đầu thích ngủ thỉnh thoảng còn nôn mửa tuy còn chưa đi bệnh viện kiểm tra nhưng trước đó hạ thiên nói không sai nàng thật sự đã mang thai. Cũng không biết khi nào thì hắn quay về. Trong đầu lãnh băng băng chợt hiện lên hình bóng của Hạ Thiên, nàng có chút chần chừ cuối cùng lấy điện thoại ra bấm số của Hạ Thiên. Thủ đô, y nhân các. Hạ Thiên đã hoàn thành quá trình tẩy tủy cho A Cửu, mà A Cửu với cơ thể rất bẩn sau khi tẩy tủy lại đang được y tiểu âm ôm đi tắm rửa. Hạ Thiên lấy điện thoại gia định gọi cho vợ Mị Nhi, để vợ Mị Nhi sắp xếp người đến bảo vệ y tiểu âm nhưng hạ thiên còn chưa kịp điện thoại thì lãnh băng băng đã gọi đến hạ thiên tất nhiên tiếp điện thoại không chút do dự băng băng chị nhớ tôi sao ừ có chút nhớ cậu giọng điệu của lãnh băng băng rất dịu dàng nàng có chút trần trừ sau đó lại bổ sung một câu tôi đã thật sự có mang băng băng tôi biết rõ chị mang thai hạ thiên cũng không có phản ứng gì đặc biệt vì hắn trước kia đã biết lãnh băng băng thụ thai thành công rồi Bây giờ tôi nôn ói rất nhiều, hôm nay đã ói hết bữa sáng, ăn đồ chua cũng không hiệu quả." Lãnh Băng Băng còn nói thêm, "Cậu có biện pháp gì hay để tôi không nôn ói nữa không?" "Chương 1174, tôi sẽ lập tức đi tìm chị." Hạ Thiên suy nghĩ sau đó đưa ra quyết định. "Băng Băng, chị đợi một chút, tôi sẽ lập tức đến gặp chị." Lãnh Băng Băng nghe lời nói của Hạ Thiên thì chợt ngẩn người, sau đó nàng mới lên tiếng, không phải cậu đang ở thủ đô sao? Đúng vậy, nhưng chị nôn ói quá nhiều, tôi lo lắng, vì vậy phải về xem, trước tiên chị cứ nghỉ ngơi ở nhà, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Thật ra cũng không có gì, có lẽ là bữa sáng ăn hơi nhiều dầu mỡ một chút, cậu cũng đừng nên cố ý quay về, từ thủ đô đến đây rất xa, đi máy bay cũng mất vài giờ. Lãnh Băng Băng bắt đầu cảm thấy Hạ Thiên quan tâm đến mình có hơi quá. Băng Băng, tôi cũng rất nhớ chị, tôi sẽ quay lại nhưng băng băng đừng nói cho người khác biết, tôi không muốn người khác biết mình không còn ở thủ đô. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Được rồi, tôi chờ cậu. Lãnh băng băng cũng không nói thêm điều gì, thật ra nàng cũng rất muốn được nhìn thấy Hạ Thiên. Sau khi chấm dứt trò chuyện với lãnh băng băng thì Hạ Thiên điện thoại cho Mỹ Nhi, để nàng phái người đến bảo vệ y tiểu âm, đồng thời cũng để cho người ám tổ điều tra sự kiện ám sát A Cửu. Y tiểu âm vốn là đối tượng được ám tổ bảo vệ, Tất nhiên Mị Nhi sẽ sắp xếp nhân thủ không chút do dự, mà người của ám tổ cũng đến rất nhanh, chưa đến 5 phút đã xuất hiện ở y nhân các. Vệ sĩ được phái đến lần này cũng không xa lạ gì với Hạ Thiên, vì đó chính là hai nữ đặc công trước kia từng bảo vệ Y tiểu âm ở Cảng Thành, là Thập Bát muội và Thập Cửu muội. Khi các nàng vừa đến thì Hạ Thiên lập tức rời khỏi y nhân các, đợi đến khi a cửu tắm rửa và xuất hiện thì cùng Y tiểu âm kinh ngạc phát hiện tên khốn Hạ Thiên đã biến mất, điều này làm cho cả hai tương đối ngạc nhiên. Tên khốn kia giúp các nàng đại ân, chưa nói đến việc nhân cơ hội để bàn điều kiện, rõ ràng cũng không muốn dây dưa, đúng là quá mức không bình thường. Nghi tiểu âm tất nhiên còn không biết, Hạ Thiên lúc này đã rời khỏi thủ đô. Thực tế không ai biết rõ Hạ Thiên rời khỏi thủ đô, lúc này hắn không thông báo cho bất cứ ai ngoài lãnh băng băng biết mình sẽ đi, tất cả mọi người đều nghĩ hắn còn ở lại thủ đô. Vì giữ bí mật mà Hạ Thiên không dùng bất kỳ phương tiện giao thông nào khác. Hắn lại dùng hai chân chạy về thành phố Giang Hải. Nhưng lần này Hạ Thiên cũng không phải xúc động nhất thời, trước đó hắn đã từng nghiên cứu bản đồ, vì hắn từng suy xét đến khả năng sẽ chạy về Giang Hải. Hắn phát hiện chạy về Giang Hải là khá tốt, vì nơi đây có một cung đường cao tốc, lấy thủ đô là điểm đầu và Giang Hải là điểm cuối thì chỉ cần chạy trên đường cao tốc kia là được. Thực tế chạy từ thủ đô về Giang Hải cũng không khác gì từ cảng thành về Giang Hải, với tốc độ của hắn thì chạy về chỉ cần mất vài giờ mà thôi. Thậm chí bây giờ hắn còn có thể ngự khí phi hành, nếu không phải lo lắng bay lên trời sẽ lạc đường và người ta dễ nhận biết, hắn còn có thể đi nhanh hơn. Khi Hạ Thiên chạy vội trên đường cao tốc thì lúc này trong y nhân các, Thập Bát muội và Thập Cửu muội đang hỏi thăm A Cửu, đang cố gắng tìm ra hung thủ. A Cửu tiểu thư, chị hoàn toàn không biết chút nào về bộ dạng của hung thủ sao? Thập Cửu muội mở miệng hỏi. Không, người này đi xe máy, chùm đầu, căn bản không thấy rõ ràng thậm chí tôi còn không thể xác định đối phương là nam hay nữ. Người này cũng không nói gì mà trực tiếp rút súng bắn người, sau đó tôi chẳng biết gì nữa. A Cửu lắc đầu nói: "Tôi đã xem xét camera giám sát ở phụ cận, tìm được người này, A Cửu tiểu thư, chị xem có phải là hắn không?" Thập Bát muội chỉ vào một tấm hình trong máy tính. A Cửu nhìn kỹ một lúc rồi khẽ gật đầu. "Hắn, đúng là hắn." "Vậy thì tốt rồi." tôi sẽ cho người lần theo chiếc xe máy này, để xem có tìm ra được thân phận của hung thủ hay không. Thập bát muội rất thỏa mãn vì kết quả này. Y tiểu thư, gần đây chỉ có đắc tội với người nào không? Thập cửu muội ở bên cạnh lại hỏi một câu. Y tiểu âm không trả lời ngay, trước đó nàng rất hoảng loạn bất an, bây giờ nàng tỉnh táo lại, nàng nhanh chóng nghĩ đến một người, đó là trình trí cao. Cho tới nay y tiểu âm đều ở thủ đô giúp người chữa bệnh, tuy thu phí rất cao nhưng đối tượng trị liệu cũng là kẻ phú quý, bọn họ không quan tâm đến số tiền này. Vì vậy trước đây tuy nàng cũng có khá nhiều kẻ thù, ít nhất cũng không có những tên muốn mạng của nàng, dù là đám người âm y môn cũng không có người muốn sát hại nàng. Mà trình trí Chí cao hôm qua xuất hiện đã nói ra những lời uy hiếp, lúc đó y tiểu âm không thèm quan tâm, nhưng bây giờ nàng nghĩ lại và cảm thấy có lẽ A cửu trúng đạn. Là đòn cảnh cáo của trình trí Chí cao, đối phương đang cảnh cáo nàng không nên giúp Hạ Thiên không đúng, không phải là cảnh cáo. Y tiểu âm nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ của mình, đối phương thật sự muốn giết A Cửu, nếu chỉ đơn giản là cảnh cáo thì không đến mức ra tay ác liệt như vậy. Trình trí chí cao không phải không biết quan hệ giữa Y tiểu âm và A Cửu, nếu theo lý thì trình trí cao cũng có thể có chút kiêng kỵ. Phương án trực tiếp giết chết A Cửu rõ ràng không phải là cảnh cáo bình thường, đó là một hành động trả thù điên cuồng. Điều này làm cho Y tiểu âm nghĩ mãi mà không rõ, nàng chỉ trị thương cho thường đông lâm mà thôi, đáng giá trả thù nàng như vậy sao? Dù trình trí cao hận hạ thiên thấu xương nhưng cũng không nên dùng biện pháp này để trả thù, ít nhất nàng thấy hôm qua tuy trình trí cao vẫn rất phẫn nộ và kiêu ngạo, nhưng cũng không đến mức sáng hôm qua đã tìm người bắn chết A Cửu, trừ khi... Tối qua ở thủ đô có chuyện gì phát sinh sao? Y tiểu âm nghĩ đến đây thì mở miệng hỏi. Y tiểu âm dừng lại một chút rồi bổ sung có chuyện lớn gì đó liên quan đến thường đông lâm và trình gia hay không tối qua sao để tôi điều tra thêm thập cửu muội bắt đầu xem xét ngay sau đó thập cửu muội đã đưa ra đáp án cho y tiểu âm y tiểu thư tối qua thường gia thật sự đã xảy ra một sự kiện thế lực thủ hạ của thường đông lâm là biên vân hiệp bị tận diệt nhưng nếu nói một cách tương đối thì điều này còn chưa phải quan trọng quan trọng là tối qua thế lực hắc đạo ở thủ đô chợt chỉnh hợp với một tốc độ kinh người bây giờ thế lực thuộc về thường gia và của bạch tiểu lỗi thuộc về bạch gia đã đều thuộc về một người. Ai? Y tiểu âm không khỏi hỏi một câu. À, sở giao. Thập cử muội có chút mất tự nhiên. Nghe đồn sở giao là. Không cần nói, tôi biết cô ấy là ai. Y tiểu âm thản nhiên nói. À, y tiểu thư, mặt khác còn có một tin đồn chưa được chứng thực, đó là biên vân hiệp tìm được sự trợ giúp của trình gia. Đang chuẩn bị cướp lấy quyền lực của thường gia, vì vậy chuyện này cũng có quan hệ với Trình gia." Thập Cửu muội lại bổ sung một câu. "Tôi biết rồi." Y Tiểu Âm khẽ gật đầu, lúc này nàng đã xác định được vấn đề, a cửu trúng đạn là do Trình gia trả thù. Sự việc rất đơn giản, Thường Đông Lâm bị thương rõ ràng là Trình gia âm thầm bày ra, Trình gia muốn lợi dụng thời điểm Thường Đông Lâm bị thương để lợi dụng Biên Vân Hiệp mà giành lấy quyền khống chế một nửa hắc đạo ở thủ đô. Đáng tiếc tất cả đều đã thất bại. Mà có lẽ Trình ra đã đổ nguyên nhân thất bại cho y tiểu âm, quy tội nàng làm cho thường Đông Lâm tỉnh lại, vì vậy mà tiến hành trả thù. Y tiểu thư, có phải chỉ cũng nghĩ ra ai là hung thủ rồi không? Thập Cửu muội nhịn không được phải nói. Y tiểu âm lắc đầu. Không biết, tôi chỉ hỏi mà thôi, mà dù có nói ra cũng vô dụng, dù sao cũng không có chứng cứ. Y tiểu thư, nếu như chỉ có đối tượng hoài nghi, chúng ta sẽ có thể tìm được chứng cứ. Thập Bát muội ở bên cạnh đón lời. Đợi đến khi tôi có đối tượng hoài nghi sẽ nói cho hai người biết. Y tiểu âm thản nhiên nói: "Được rồi." Thập Bát muội cũng không hỏi thêm điều gì, nàng dừng lại một chút, sau đó nói thêm: "Y tiểu thư, còn có chuyện chúng tôi cần trưng cầu ý kiến của chị. Vì vấn đề an toàn của chị, chúng tôi định thiết lập một hệ thống bảo vệ ở trong y nhân các, tăng thêm vài chiếc camera và giám sát, như vậy có thể tránh sự việc hôm nay lại phát sinh." không có vấn đề, các người cứ tự nhiên. Y tiểu âm cũng không cự tuyệt mà sảng khoái đồng ý. Y tiểu thư, chúng tôi đi làm việc, nếu chỉ có vấn đề gì thì có thể phân phó bất cứ lúc nào. Thập bát muội bắt chuyện, sau đó cùng thập cửu muội bận rộn đi sắp xếp hệ thống bảo vệ. Khi thấy hai cô gái kia đi xa, A cửu cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Tiểu thư, chị cảm thấy trình trí cao phái người đến giết em sao? Trừ hắn ra thì chị không nghĩ còn ai khác trong giọng nói của y tiểu âm có chút phẫn nộ chị sẽ không bỏ qua cho bọn họ tiểu thư nếu chị đã nghi ngờ trình trí cao sao không nói ra cho ám tổ a à, cửu cảm thấy rất khó hiểu em còn nhớ hôm qua trình trí cao nói thế nào không hắn nói nếu không có nhạc chi phong thì ở thủ đô này không còn ai xem chị ra gì bây giờ chúng ta nên nghiệm chứng xem thế nào y tiểu âm bình tĩnh nói chị muốn xem không có sự hỗ trợ của ám tổ Chúng ta có thể có năng lực đối phó với trình gia hay không? Chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Có phải nên điện thoại cho những người bệnh của tiểu thư hay không? A Cửu lại hỏi. Không, bây giờ chúng ta không nên làm gì. Y tiểu âm lắc đầu, chỉ cần tin tức chúng ta bị tập kích ở nơi đây truyền ra ngoài là được. Y tiểu âm dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. A Cửu, đừng để cho người ta biết em được hạ thiên chữa tốt, cứ để bọn họ tưởng lầm là chỉ cứu chữa, em hiểu chưa? Biết rồi, tiểu thư." A à Cửu khẽ gật đầu. "Nhưng trước tiên chị phải truyền tâm pháp của tên khốn kia cho em, bây giờ thủ đô không còn là thủ đô trước kia, hai chúng ta đều phải có năng lực tự bảo vệ mình." Y tiểu âm còn nói thêm. "Vâng." A à Cửu gật đầu. Đúng lúc này thập cửu muội đã đi đến. "Y tiểu thư, Nhạc Chi Phong muốn gặp chị, chỉ có muốn gặp mặt anh ta không?" Chương 1175, kiểm tra thân thể cho chị nói cho hắn biết tôi không khỏe cũng không muốn gặp ai cả y tiểu âm thản nhiên nói sau đó nàng đứng lên đi vào phòng trong a cửu cũng nhanh chóng đuổi kịp thập cửu muội tất nhiên cũng không nói thêm điều gì nàng nhanh chóng đi ra ngoài cửa y tiểu âm cũng không quan tâm đến phản ứng của nhạc chi phong bây giờ nàng chỉ quan tâm đến sự an toàn của mình và a cửu còn âm y môn hoặc là hạ thiên đối với nàng cũng không còn quá quan trọng tất nhiên y tiểu âm không quan tâm đến hạ thiên cũng không có nghĩa là ở thủ đô này không có người không quan tâm. Lúc này đại tiểu thư ở thường ra sau khi bận rộn cả buổi tối không thấy hạ thiên thì lập tức điện thoại đi, nhưng rõ ràng là bên kia tắt máy. Chồng chạy đi đâu rồi nhỉ? Sở giao thầm nói. Chẳng lẽ lại đi yêu đương vụng trộm với Tống Ngọc Mỹ kia rồi? Sở giao thầm oán Tống Ngọc Mỹ vài câu, sau đó cũng không muốn tiếp tục đi tìm Hạ Thiên. Thực tế bây giờ nàng có việc cần hoàn thành, đó chính là hắc đạo thủ đô trên danh nghĩa là thống nhất, nhưng nếu thật sự muốn dung nhập thế lực của bạch tiểu lỗi và thường ra lại với nhau thì còn cần nhiều thời gian. Nhưng đối với một người từ nhỏ đến lớn đều vùng vẫy trong hắc đạo như sở giao thì căn bản không có vấn đề, hơn nữa còn là chuyện mà nàng thích làm nhất. Thành phố Giang Hải, biệt thự số 13 khu dân cư Cảnh Huyền. Lãnh băng băng chợt giật mình thức giấc, nàng nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 2 giờ chiều. Trời ạ, à, không ngờ lại ngủ mất, Lãnh băng băng ẩm nói một câu, chưa đến 12 giờ trưa thì nàng đã về nhà, vì chờ hạ thiên mà nàng không ăn cơm trưa chỉ ăn hai quả táo, còn tiêu diệt vài quả ô mai. Bây giờ ô mai trong siêu thị cũng không nhiều loại, vì vậy nàng cũng không có nhiều lựa chọn, sau khi ăn xong thì nàng ngồi trên ghế salon xem tivi, nào ngờ mới xem. Được một lúc đã ngủ đến bây giờ mới tỉnh lại. Lãnh băng băng xoa đầu, nàng vô thức nhìn khắp bốn phía nhưng không thấy hình bóng quen thuộc kia, vì thế nàng có chút thất lạc xem ra hắn vẫn chưa về hay là lên lầu đi ngủ lãnh băng băng phát hiện mình khá buồn ngủ vì vậy mà đứng lên định đi lên lầu nhưng nàng vừa đứng lên đã ngây người vì nàng thấy một người từ phòng bếp đi ra băng băng chị đã tỉnh rồi người này nở nụ cười sáng lạn với nàng đó là hạ thiên cậu cậu về từ khi nào lãnh băng băng sững sờ hỏi vừa mới về thấy chị băng băng còn ngủ vì vậy tôi cũng không muốn quấy dày Hạ Thiên đi đến bên cạnh lãnh băng băng, hắn ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, sau đó ôm nàng đặt lên ghế sa lông. Băng băng, tôi đã giúp chị kiểm tra cơ thể, chị không có vấn đề gì cả, tôi cũng đã giúp chị châm cứu, sau này cũng không còn nôn ói quá nghiêm trọng nữa, trừ khi ngửi phải mùi hương khó chịu, chắc chắn sẽ không nôn ói. Mặt khác tôi còn có một phương thuốc dưỡng thai, sẽ đưa đến cho Mỹ nữ tỷ tỷ, đợi đến khi tập đoàn thần y bên kia chuẩn bị tốt dược liệu sẽ đưa đến tay chị lúc đó mỗi ngày chỉ uống một chút, con của chúng ta sẽ không có vấn đề. Ừ, lãnh băng băng khẽ lên tiếng, trong lòng cũng hiểu, Hạ Thiên trở về có lẽ chỉ trong thời gian ngắn, nếu không hắn cũng chẳng sắp xếp hết tất cả thế này. Lãnh băng băng có chút trần trừ, nàng dịu dàng hỏi. Sự việc của cậu ở thủ đô thế nào rồi? Cậu đã gặp qua cha mẹ đẻ chưa? Sự kiện kia đã được giải quyết, tôi đã giúp bọn họ cứu con trai, sau này hai bên sẽ không còn liên quan gì nữa hạ thiên thuận miệng nói nhưng ở thủ đô còn có một sự kiện khác bây giờ đám người kia đều cho rằng tôi đang bị thương sẽ có một nhóm người muốn đến gây phiền cho rằng cậu bị thương lãnh băng băng có chút kỳ quái cũng không có gì tôi cố ý giả vờ bị thương để dụ kẻ địch ra băng băng chúng ta không nói đến vấn đề này nữa tôi thật sự rất nhớ chị hạ thiên rõ ràng không muốn hoang phí thời gian ở sự việc vô nghĩa kia băng băng tôi vừa kiểm tra cơ thể chị bây giờ càng muốn kiểm tra kỹ càng hơn có được không hạ thiên vừa nói vừa di chuyển hai tay lên người lãnh băng băng dùng khát vọng đối với cơ thể của nàng để trực tiếp biểu hiện điều mình cần đừng lãnh băng băng bắt được hai tay của hạ thiên nàng tất nhiên hiểu hạ thiên muốn kiểm tra cẩn thận hơn là làm gì trong lòng nàng cũng không muốn bài xích hắn làm như vậy nhưng bây giờ nàng thật sự có chút cố kỵ có lẽ vì lo lắng hạ thiên mất hứng nên lãnh băng băng khẽ giải thích Tôi đã đọc qua sách, trước khi mang thai 3 tháng không nên làm vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi là thần y, không có việc gì. Hạ Thiên nói thật nhỏ. Trước đó tôi đã thi châm cho chị, dù chúng ta có làm gì cũng không ảnh hưởng đến đứa bé. Thật sự, thật sự không việc gì sao. Lãnh băng băng không quá yên tâm. Tất nhiên là sự thật, đó là con của chúng ta, sao tôi có thể làm nó gặp chuyện không may. Hạ Thiên dùng giọng không chút do dự nói, hai tay vẫn tiếp tục sờ soảng trên người lãnh băng băng. Vậy thì cứ làm theo ý cậu. Lãnh băng băng quyết định tin tưởng Hạ Thiên, nếu hắn nói không có vấn đề gì, nhất định là không có gì. Vì vậy nàng nhanh chóng mở rộng cơ thể chào đón sự tấn công của hắn. 7 giờ tối, trong một khu dân cư ở thủ đô. Tiêu Thủy Sinh và Hàn Tiếu Tiếu vừa mới dùng cơm tối, sau đó bọn họ mở tivi lên xem tin thời sự, nhưng bây giờ cả hai đều có tâm tư, khó thể tập trung tiêu tiếu em nói xem chúng ta có nên đến đông cảng hay không tiêu thủy sinh trầm mặc một lúc rồi hỏi em cũng không biết chúng ta ở đây cũng là thành phần trí thức có nhà có xe và cũng có hộ khẩu thủ đô nhưng cuộc sống tương đối khó khăn dù thế nào cũng thấy không đủ tiền hàn tiếu tiếu cũng có chút khó xử anh đại minh lần này sẽ cho anh quản lý công ty tiền lương cũng tăng gấp đôi cộng thêm cổ phần nữa là rất tốt em cũng rất động tâm nhưng vấn đề là đông cảng dù sao cũng không phải là thành phố lớn chúng ta đến đó cũng giống như đi làm công mà ở lại thủ đô thì khác người ta chỉ cần biết anh ở thủ đô là xem như đại nhân vật anh cũng không muốn để người ta xem thế nào chỉ là chúng ta sống ở đây đã nhiều năm đã có thói quen sống ở đây nếu thay đổi chỗ khác thì thật sự có chút không thích ứng nhưng đãi ngộ bên phía đông cảng thật sự làm cho anh phải động tâm quan trọng là anh đại minh bây giờ rất tín nhiệm chúng ta mà anh ấy cũng cần tìm một người có thể tin được để quản lý công ty nếu anh đi sẽ được trọng dụng. Chưa nói đến việc làm tổng giám đốc, làm phó giám đốc là bình thường. Tiêu Thủy Sinh gần đây luôn nghĩ đến chuyện này, vài ngày trước Tiêu Đại Minh điện thoại đến mời đến làm quản lý, đãi ngộ cao, quan trọng là sau này sẽ cho Tiêu Thủy Sinh một phần cổ phần, điều này làm hắn rất động tâm. Nếu không anh đi đến đó trước xem thế nào." Hàn Tiếu Tiếu suy nghĩ rồi nói. Nhưng công tác của anh bên này cũng rất bận rộn, căn bản không thể nào xin nghỉ được. Tiêu Thủy Sinh có chút bất đắc dĩ. Ken ken, tiếng chuông cửa vang lên. Tiêu Thủy Sinh thở dài, hắn nhìn vào mắt mèo, phát hiện đó là bảo vệ khu dân cư, vì vậy mới mở cửa. Điều làm cho Tiêu Thủy Sinh bất ngờ chính là ngoài tên bảo vệ còn có một người đàn ông khác, có vẻ hơn 30. Anh là? Tiêu Thủy Sinh nhìn người đàn ông kia, lông mày khẽ nhíu lại. Tôi họ Trình, người đàn ông thản nhiên nói. Ông chủ Uông có lẽ đã nói với anh? hôm nay tôi muốn đến bái phỏng a à, anh là trình thiếu gia tiêu thủy sinh chợt trở nên cung kính mời mời vào trình thiếu gia xuất hiện thật sự làm cho tiêu thủy sinh nhớ đến một cuộc điện thoại trước đó đó là ông chủ công ty điện thoại đến nói là có vị trình thiếu gia sẽ đến tìm nói phải tiếp đãi cho tốt mặc kệ đối phương hỏi gì cũng phải thành thật trả lời không nên đắc tội lúc đó tiêu thủy sinh đã cảm thấy kỳ quái nhưng hắn cũng không suy xét quá nhiều bây giờ thấy Trình Thiếu Gia tìm đến tận cửa mới có chút coi trọng. Trình Thiếu Gia cũng không khách khí, hắn trực tiếp đi vào phòng, sau đó vất tay cho tên bảo vệ kia đi ra. Anh là Tiêu Thủy Sinh. Sau khi tên bảo vệ rời khỏi nhà thì Trình Thiếu Gia nhìn Tiêu Thủy Sinh rồi mở miệng hỏi. Anh có biết một người tên là Tiêu Đại Minh không? Có. Tiêu Thủy Sinh có chút trần chừ cuối cùng vẫn gật đầu. Tiêu Đại Minh có một đứa con trai tên là Tiêu Tiểu Kiệt, trước đó bị bệnh bạch cầu nhưng đột nhiên hết bệnh việc này anh cũng biết chứ trình thiếu gia lại hỏi tiêu thủy sinh khẽ gật đầu đúng vậy chúng tôi vẫn cảm thấy đó là kỳ tích nghe nói trước khi tiêu tiểu kiện khỏi bệnh thì có một cặp nam nữ xuất hiện trong phòng và chợt biến mất một cách thần bí có phải không trình thiếu gia tiếp tục hỏi điều này tôi thật sự không biết tiêu thủy sinh có chút ngượng ngùng hắn lắc đầu lúc đó tôi không có mặt trong phòng bệnh chỉ có vợ tôi ở đó mà thôi đúng vậy hàn tiếu tiếu đón lời quả thật có người vào tôi thấy bọn họ giống như thượng đế và thiên sứ trình thiếu ra lấy ra hai tấm ảnh đưa cho hàn tiếu tiếu chị xem có phải một nam một nữ này là bọn họ không hàn tiếu tiếu nhận lấy tấm ảnh nhìn một chút rồi ngẩn ngơ điều này người đàn ông có vẻ hơi giống chị xem tấm ảnh người phụ nữ đi trình thiếu ra ở bên cạnh nhắc nhở một câu Hàn Tiếu Tiếu cầm lấy tấm hình và nhìn thoáng qua, sau đó lập tức hô lên: "Á, à, cô ấy đúng là cô ấy, tóc vàng, rất đẹp, như thiên sứ." Sau khi đối chiếu thì Hàn Tiếu Tiếu khẽ gật đầu: "Không sai, chính là bọn họ, là hai người bọn họ. Các người có quan hệ rất thân thiết với Tiêu Đại Minh sao?" Trình Thiếu gia thu hồi tấm ảnh. Vậy các người nói cho bọn họ biết một chuyện. Không biết chuyện mà Trình Thiếu gia muốn nói là gì. Tiêu Thủy Sinh vội vàng hỏi, nói cho Tiêu Đại Minh biết, đứa con ông ta cần tìm đang ở thủ đô. Trình thiếu gia thản nhiên nói, thuận tiện chúc mừng ông ta, con của ông ta là thần y đệ nhất thiên hạ, là Hạ Thiên. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 1175.